Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 128. Tiêu Phàm nhìn xem đạo kia bạch y thân ảnh, trong đầu nháy mắt nghĩ tới một cái tên, Nguyệt Thiên Huyền. Nguyệt Thiên Huyền lẳng lặng đứng ở đó, một bộ áo bào trắng trắng hơn tuyết, phát ra nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng, không nhiễm trần thế, hắn mi tâm có một khỏa thuần bạch sắc bảo thạch, đem cả người phụ trợ càng thêm siêu phàm nhập thánh. Hắn đứng ở đó, tựa như cùng hư không hòa làm một thể, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Cao thủ, Tiêu Phàm trong đầu toát ra hai chữ. Tử Dương Kinh Hồng cùng Nguyệt Thiên Huyền đồng dạng là thiên kiêu nhân vật, nhưng mà, Nguyệt Thiên Huyền cho Tiêu Phàm một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác, người này cường đại có thể nghĩ. Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, Nguyệt Thiên Huyền ánh mắt cũng đồng thời trông lại, cái kia con ngươi, lạnh lùng đến cực điểm, không có bất cứ tia cảm tình nào. Nguyệt Thiên Huyền, Lục Vô Song nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền, trên mặt đều là kiêng dè, dù là hắn nắm giữ thần vương cảnh tiền kỳ chiến lực, cũng không dám ở tại trước mặt phách lối. Lục Vô Song, cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Nguyệt Thiên Huyền nhàn nhạt mở miệng, tựa như có thể tùy tiện chúa tể Lục Vô Song tính mệnh một dạng. Nguyệt Thiên Huyền, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng hắn căn bản không có e ngại ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Lục Vô Song quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, trên người trán phóng nồng đậm huyết sắc phụ khí. Hừ, nhìn thấy Lục Vô Song muốn chạy trốn, Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên động, cả người ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Cùng lúc đó, một đạo hình trang lưỡi liềm lợi mang bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một thoáng thời gian, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, Tiêu Phàm mơ hồ nhìn thấy, Lục Vô Song dùng ba đạo huyết ma hư ảnh ngăn cản, nhưng ở cái kia hình trang lưỡi liềm lợi mang phía dưới, toàn bộ nổ tung, liền tựa như một tầng giấy mỏng đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phòng ngự. Đồng thời, Lục Vô Song một cánh tay bị chặt đứt, nhưng hắn hoàn toàn không dám dừng lại, thi triển huyết độn không muốn sống đồng dạng bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Hoàng Thiêu không khỏi hít một hơi lạnh, hắn phát hiện, Nguyệt Thiên Huyền thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. Đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy, ở trước mặt Nguyệt Thiên Huyền, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Quân Nhược Hoan thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, nguyên bản hắn nghĩ dẫn tới Nguyệt Thiên Huyền, vài tháng Thiên Huyền cũng lưu ở nơi này. Nhưng là hiện tại hắn biết rõ, bản thân muốn lưu lại Nguyệt Thiên Huyền, cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như hắn ở trạng thái đỉnh phong, phải có sức đánh một trận, chỉ là hiện tại hắn thân chúng kịch độc, hiển nhiên không có khả năng là Nguyệt Thiên Huyền đối thủ. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, Nguyệt Thiên Huyền chính là Vạn La Đế vực số một số hai thiên kiêu nhân vật, nếu như liền điểm này thực lực đều không có, vậy còn thực sự là có tiếng không có miếng. Đi thôi, Tiêu Phàm thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, hắn biết rõ, có Nguyệt Thiên Huyền cùng Thanh Hồng Thần Vương Pháp thân ở, bọn họ nghĩ lưu lại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, cơ hồ là không có khả năng. Coi như nghĩ hết biện pháp giết hắn, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Huống hồ, hiện tại hắn còn có một kiện sự tình muốn đi làm, không muốn ở nơi này bên trong lãng phí thời gian, nếu không mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ thử xem Nguyệt Thiên Huyền thực lực. Hồng Hộc, cũng liền ở Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan quay người thời khắc, một đạo bạch sắc lợi mang phá không mà tới, xông thẳng hai người mà đến, đáng sợ quang mang kinh khủng đến cực điểm, muốn đem hai người chém giết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đưa tay vung lên, đồng dạng một đạo lợi mang xông ra, cùng cái kia bạch sắc lợi mang đụng vào nhau. Hư không oanh một tiếng nổ vang, vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát lấy tứ phương, hư không tức khắc loạn thành một đoàn. Tiêu Phàm nhíu mày, ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn lại, lại là nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền cầm trong tay trường kiếm, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Hơn 9 tháng hắn chưa từng động thủ, trong lòng cũng có chút dục dịch, không phải hắn không thể động thủ, mà là không muốn. Nguyệt Thiên Huyền thật muốn lưu lại hắn mà nói, Tiêu Phàm cũng không sợ một trận chiến, dù là hắn vẫn như cũ chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi.
mặc dù ta cái kia đệ đệ là không nên thân, nhưng là không phải ngươi cái này A Miêu A Cẩu có thể giết, ngươi tự sát a. Nguyệt Thiên Huyền quan sát Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một cái run rế. Tiêu Phàm không có trả lời, ngược lại lộ ra một tia ý vị thâm trường thiếu dung. Cái kia trong tươi cười, tràn đầy châm chọc ngoài ý muốn, nhiều năm như vậy đến nay, còn chưa bao giờ có người nói hắn Tiêu Phàm là A Miêu A Cẩu, đây là lần thứ nhất nghe được. Hắn thật không biết, Nguyệt Thiên Huyền nơi nào đến dũng khí. Ngươi cười cái gì? Nguyệt Thiên Huyền lông mày nhíu lại, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm cái kia bình tĩnh bộ dáng. Cười buồn cười người, Tiêu Phàm thản nhiên nói, giết không chết Lục Vô Song, ngươi liền cảm thấy có thể giết chết ta sao? Nguyệt Thiên Huyền há miệng ngậm miệng nhường kẻ khác tự sát, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin, bộ kia lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, Tiêu Phàm nhìn xem rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi tính thứ gì, đại công tử giết chết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười giận dữ nói. Một bên Thanh Hồng Thần Vương pháp thân cũng là nhíu mày, Nguyệt Thiên Huyền thực lực, nhưng hắn đều kiêng kỵ vô cùng, một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử, cũng dám cùng hắn như thế nói chuyện, đây quả thực liền là chán sống rồi a. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, còn ngươi lại là rơi vào Thanh Hồng Thần Vương trên người, Thanh Hồng Thần Vương đúng không, lần trước, Tiêu Huynh tha con của ngươi một mạng, trở về không phải rất tốt giáo dục, lại để cho hắn đi ra chịu chết sao? Thanh Hồng Thần Vương con ngươi hơi hơi ngưng tụ, Tiêu Phàm cái kia bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn hơi hơi máy động, trầm giọng nói, ngươi là ai? Cha, phế đi tiểu tử này, ngươi cái này cỗ thần vương pháp thân, thế nhưng là thần vương cảnh, giết hắn giống như run rế. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Lần trước Thiên Võ Thần Sơn một trận chiến, là hắn cả một đời sỉ nhục, đáng tiếc lúc trước hắn phụ thân pháp thân chỉ là bán bộ thần vương. Nếu không lúc trước hắn liền động thủ diệt Tiêu Phàm. Hiện tại đối phương chuyện xưa nhắc lại, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mặt tựa như nóng một dạng. Nhớ kỹ, ta gọi Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Thanh Hồng Thần Vương nói. Kiếm Hồng Trần, cái gì đồ chơi? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mới vừa chuẩn bị mở miệng châm chọc, nhưng mà sau một khắc, vừa đến miệng lời toàn bộ nuốt xuống. Hắn sắc mặt lại biến thành hoảng sợ, run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi. Ngươi là quân công bảng bài danh đệ nhất Kiếm Hồng Trần. Quân công bảng đệ nhất, Thanh Hồng Thần Vương cũng lộ ra kinh ngạc, hắn rất rõ ràng, quân công bảng đệ nhất có bao nhiêu gian nan. Ngoại trừ các đại cổ vực thiên tài bên ngoài, có thể còn có vạn la đế vực thiên kiêu, có thể ngăn chặn những người này một đầu, lấy được quân công bảng đệ nhất, có thể nghĩ đối phương thực lực. Cho dù Nguyệt Thiên Huyền, cũng là sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn Nguyệt Thiên Huyền ở trên quân công bảng cũng vẻn vẹn bài danh đệ lục mà thôi, mà người trước mắt, liền là cái kia quân công bảng đệ nhất danh Kiếm Hồng Trần. 9 tháng thời gian, Kiếm Hồng Trần tên cũng đã truyền khắp phiến này khu vực, bây giờ càng là không ai không biết, không người không hiểu. Bởi vì Kiếm Hồng Trần ba chữ này không chỉ có quân công bảng xếp hạng đệ nhất, hơn nữa còn hủy đế huyết thành, bị vạn la đế vực truy nã, bây giờ vạn la đế vực phụ thuộc địa vực. Người nào không biết Kiếm Hồng Trần ba chữ này. Buồn cười là, hắn dĩ nhiên nhường một cái bài danh so với hắn cao người tự sát. Khó trách đối phương nói giỡn buồn cười người, hắn Nguyệt Thiên Huyền, không phải là buồn cười sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao, cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Thiên Huyền nói. Tuy nhiên hắn đứng ở phía dưới, nhưng Nguyệt Thiên Huyền lại cảm giác, Tiêu Phàm cao hắn một đầu. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không động thủ. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, Nguyệt Thiên Huyền con người băng lãnh, hắn muốn động thủ giết Tiêu Phàm, nhưng trong lòng lại vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Cho dù là Thanh Hồng Thần Vương, cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng, đứng ở hắn nhi tử Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công tử, đột nhiên, nơi xa một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh gào thét mà tới. Nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Lôi Viên Vương. Cảm nhận được Lôi Viên Vương trên người khí thế, Nguyệt Thiên Huyền cùng Thanh Hồng Thần Vương hóa thân đều hơi hơi biến đổi. Một cái Tiêu Phàm, liền để bọn hắn không dám động thủ, bây giờ lại tới một cái thần vương cảnh, bọn họ làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Đi, Nguyệt Thiên Huyền trong lòng 10 phần không cam lòng, hất lên áo bào, tức khắc hướng về nơi xa bay đi.
Hoàng phủ Hoàng Tiêu chỗ nào còn dám do dự, ở hắn phụ thân dẫn đầu dưới, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hô, nhìn thấy mấy người rời đi, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, khi kiến thức đến Nguyệt Thiên Huyền chân chính thực lực sau, thật muốn cùng Nguyệt Thiên Huyền một trận chiến, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, hắn từ Nguyệt Thiên Huyền trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ bí ẩn lực lượng, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Công tử, Kiếm Hồng Trần thực sự là ngươi. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, trước đó Tiêu Phàm nói ra cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn căn bản không tin. Ta ở Bách Sát chiến trường, liền là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận. Lấy Kiếm Hồng Trần cái tên giả này chứ, ở trong này vô luận đắc tội bao nhiêu người, đến lúc đó rời đi, căn bản không ai có thể tra lấy được hắn chân chính thân phận, cho nên hắn cũng căn bản không sợ đắc tội với người. Là, công tử, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nói công tử, không muốn khinh thường Nguyệt Thiên Huyền, hắn thực lực rất bất phàm, hơn nữa, bên cạnh hắn vô cùng có khả năng có hộ đạo giả. Hộ đạo giả, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói ba chữ này. Đồng dạng cổ vực thiên tài, bên người đều có hộ đạo giả, chỉ là bọn họ đồng dạng không xuất thủ, núp trong bóng tối, chỉ có so những cái kia thiên tài tính mệnh đe dọa thời khắc, mới có thể xuất thủ. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ, lập tức lại nói, đã ngươi biết rõ, vậy ngươi còn cố ý dẫn Nguyệt Thiên Huyền đến nơi này giết hắn. Quân Nhược Hoan xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái nói, công tử, kỳ thật, ta muốn đi. Bọn họ cũng lưu không được ta. À, Tiêu Phàm ngoài ý muốn không thôi, cười cười nói, xem ra là ta xem thường ngươi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, Lục gia cũng đã 10 phần bất phàm, mà Quân gia đã từng có thể ổn áp Lục gia một đầu, hiển nhiên Quân gia cũng không phải mặt ngoài như thế đơn giản. Huống chi, từ Quân Nhược Hoan lời nói cử chỉ hắn cũng có thể nhìn ra, Quân gia có vẻ như đối toàn bộ thiên hạ đều 10 phần hiểu rõ. Điểm này liền đủ để chứng minh Quân gia nội tình thâm hậu. Công tử, người hiện tại thế nhưng là bị Vạn La đế vực truy nã, còn dám hiện thân. Quân Nhược Hoan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Truy nã liền truy nã, không có gì ghê gớm, ngươi không cảm thấy, quân công bảng đệ nhất danh phản bội nhân tộc, là thật buồn cười sự tình sao? Tiêu Phàm không cái gọi là đạo. Quân Nhược Hoan nhất thời không biết nói gì, dừng một chút lại nói, điểm này thật đúng là. Bắt đầu mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng về sau mới hiểu được, quân công bảng là sẽ không gạt người. Một cái giết dị ma nhiều người nhất, lại làm sao có thể phản bội nhân tộc đây? Nếu như công tử đều phản bội nhân tộc, cái kia quân công bảng thượng nhân chẳng phải là đều là dị ma. Lời tuy như thế, nhưng ở Vạn La đế vực, hướng ra liền là thiên, bọn họ nói là cái gì liền là cái gì. Tiêu Phàm vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Công tử! Ngươi để cho chúng ta bố trí trận pháp, xem ra là trắng bận rộn. Một bên Lôi Viên Vương đột nhiên cười khổ nói. Cũng không phải trắng bận rộn, chỉ ít cứu được Lục Vô Song một mạng, không phải sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. Công tử cứu được Lục Vô Song, Quân Nhược Hoan kinh ngạc, Tiêu Phàm không giết Lục Vô Song đều rất nhường hắn kinh ngạc, hắn còn sẽ cứu Lục Vô Song. Mạng hắn, còn có chút giá trị, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Còn người băng lãnh vô cùng, đi thôi, Bạch Ma đuổi theo, cũng đừng làm cho hắn chạy. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mang theo hai người cực tốc hướng về chân trời lao đi, trên đường đi có Bạch Ma lưu lại ấn ký, mấy người rất nhanh liền đuổi theo. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ba người ở trong một mảnh cổ lâm ngừng lại, Bạch Ma đột nhiên xông ra, may mắn không làm nhục mệnh, tiểu tử kia ở phía trước sơn cốc bên trong chữa thương, ta ở chung quanh bố trí trận pháp, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tất nhiên như thế, vậy liền ra tay đi, huyết ma luyện thể đại pháp rất quỷ dị, không thể để cho hắn khôi phục tu vi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, đề phòng vạn nhất, Tiểu Bạch, nếu vui mừng, Lão Lôi, các ngươi đều thủ nhất mới. Tốt, ba người gật gật đầu, bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Đồng thời Tiêu Phàm cũng đạp không mà lên, mấy cái lách mình liền xuất hiện ở phía trước sơn cốc. Giờ phút này, Lục Vô Song chính đang một chỗ sơn động chữa thương. Chung quanh huyết sắc vũ khí quay cuồng, từng tôn huyết ma hư ảnh nộ khiếu hư không, hắn thân thể hư yếu đến cực điểm. Đáng chết, nếu như không phải người kia xuất hiện, oanh thiên chiến xa cùng quân gia truyền thừa liền đến trên tay của ta,
cho dù bách sát chiến trường giờ phút này kết thúc, ta cũng thu hoạch tràn đầy. Lục Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói. Ở Lục Vô Song nhìn đến, Oanh Thiên Chiến Xa cùng quân gia truyền thừa liền thắng được tất cả, cái gì đột phá thần vương cảnh cơ duyên, hắn căn bản là không quan tâm. Lần này thất thủ, lần tiếp theo, nhất định muốn thành công, thuận tiện đem Nguyệt Thiên Huyền cũng làm thịt. Lục Vô Song trong mắt lóe qua vẻ hung ác. Ngươi cũng đã không có lần tiếp theo cơ hội. Lúc này, sơn động bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, từng đạo lợi mang tập trung vào Lục Vô Song. Người nào, Lục Vô Song kinh ngồi lên, lập tức bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hư yếu đến cực điểm, hắn hiện tại thực lực, nhiều nhất cũng liền tương đương với cổ thần cảnh tiền kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm, đáp lại Lục Vô Song, là từng đạo hung mãnh kiếm khí, đột nhiên, sơn động nổ tung, cự thạch lăn xuống. Lục Vô Song sắc mặt đại biến, không chút do dự xông ra sơn động. Sau một khắc nghênh đón hắn chính là vô cùng vô tận hắc sắc vòng xoáy, đáng sợ khí tức tập trung vào hắn. Tiêu Phàm, nhìn thấy cái kia màu đen vòng xoáy, Lục Vô Song nháy mắt hiểu được, quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Phàm bại lộ ngoại trừ lúc đầu mặt mũi, xuất hiện ở hắn trước người. Lục Vô Song, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lục Vô Song, cười nói. Tiêu Phàm, người ta đều là thiên vũ vực người. Chẳng lẽ muốn tự tương tàn sát sao? Lục Vô Song mặt âm trầm nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Tự tương tàn sát, ngươi lại chưa từng đem thiên vũ vực người xem như chính mình người sao? Tiêu Phàm khinh thường nói, ta làm sao cảm giác thiên vũ vực người, mấy chữ này, từ ngươi trong miệng nói ra, là đối với nó vũ nhục đây. Tính cả Nguyệt gia người, hãm hại thiên vũ vực mấy trăm tu sĩ, người như vậy, cần phải thiên đao vạn quả. Người như vậy, lại thế nào xứng làm thiên vũ vực người đây? Lục Vô Song sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cũng đã biết rõ hắn làm những cái kia bẩn thỉu sự tình, có thể làm hắn lục ra đại kế, đừng nói bám vào cái này vài trăm người, liền là hủy thiên vũ vực, hắn cũng không mang theo chớp mắt. Ngươi muốn giết ta, có thể ngươi cũng phải bỏ ra giá thảm trọng. Lục Vô Song nhe răng cười một tiếng, hắn quanh thân bỗng nhiên xuất hiện 6 cỗ huyết ma hư ảnh. Cuồng bạo khí tức xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thoại âm rơi xuống, thí thần bỗng xuất hiện, mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm liền đem Lục Vô Song cùng cái kia 6 cỗ huyết ma hư ảnh thôn phệ xuống dưới. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, đối phó một cái thụ thương Lục Vô Song, hắn thật đúng là không để ở trong mắt, nếu như không phải về sau muốn dùng Lục Vô Song đến đối phó Lục Kinh Thiên. Tiêu Phàm căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp liền làm thịt chính là. Oanh, đột nhiên, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ thí thần thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về hắn toàn thân trong kinh mạch phóng đi. Từng đóa huyết sắc cánh hoa, tức thì bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng quán triệt Tiêu Phàm toàn thân, hắn ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác. Nguyên lai như thế, 6 cỗ huyết ma hư ảnh. Dĩ nhiên đều là pháp tắc toái phiến cùng linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này 6 cỗ huyết ma hư ảnh, cũng liền tương đương với mười mấy phiến pháp tắc toái phiến, đối với Tiêu Phàm tới nói, tự nhiên là vật đại bổ. Về phần cái kia linh hồn lực lượng, thì đều bị thí thần thôn phệ không còn một mảnh, thí thần cự ly thần vương cảnh, lại tới gần một bước. Sau một lát, cỗ kia lực lượng lúc này mới biến mất, đáng tiếc, Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở cổ thần cảnh hậu kỳ, cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong còn có không nhỏ cự ly. Công tử, Lục Vô Song đây. Lúc này, nơi xa ba đạo thân ảnh gào thét mà tới, nhìn bốn phía một cái, lại không phát hiện Lục Vô Song bóng dáng. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, hư không xuất hiện một cái vòng xoáy, lập tức máu me khắp người Lục Vô Song rơi đi ra, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiểu Bạch, giao cho ngươi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bạch ma gật gật đầu, há miệng trực tiếp đem Lục Vô Song nuốt vào trong bụng, hắn thể nội, còn đồng dạng cất giấu Lục Vô Trần, hiện tại hai huynh đệ xem như gọp đủ. Nếu vui mừng, ta nhị ca đây. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói. Nam Cung huynh cùng ta ở nửa năm trước ngẫu nhiên tiến nhập một tòa cường giả động phủ, hai chúng ta chiếm được một chút đồ vật.
sau đó bị Nguyệt Thiên Huyền cùng Thương Vân Cổ Vực Mây một buổi truy sát, sau đó hai chúng ta liền tách ra. Quân Nhược Hoan cười khổ nói. Tiêu Phàm nhíu mày, Quân Nhược Hoan một mực bị Nguyệt Thiên Huyền truy sát nửa năm, cái kia Thương Vân Cổ Vực cái kia Mây một buổi, phải chăng cũng truy sát Nam Cung Tiêu Tiêu nửa năm đây? Công tử, người yên tâm, Nam Cung huynh hẳn là sẽ không có việc, có lẽ hiện tại cũng đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Quân Nhược Hoan lại an ủi. Tiểu tử, các ngươi chiếm được thứ gì? Bạch Ma không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm trắng Bạch Ma một cái, vô luận Quân Nhược Hoan lấy được thứ gì, dù sao vật này đều hẳn là thuộc về Quân Nhược Hoan. Tiểu tử, người như thế nhìn bản đế làm gì, bản đế chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thứ gì có thể làm cho cái kia bàn tử trong thời gian ngắn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Bạch Ma về chừng Tiêu Phàm một cái. Bạch Ma nói như vậy, Tiêu Phàm cũng có chút tò mò. Cũng không phải cái gì, liền là một oa lôi nguyên thần dịch, còn có một chút pháp tắc toái phiến, lôi nguyên thần dịch thích hợp Nam Cung huynh, ta liền cho hắn, những cái kia pháp tắc toái phiến liền cho ta. Quân Nhược Hoan lơ đễnh nói. Pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn muốn nói, bản thân hiện tại chỉ thiếu pháp tắc toái phiến, thế nhưng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Công tử, cái này pháp tắc toái phiến ngươi hữu dụng. Tất nhiên như thế, vật này, đối ta cũng không hề dùng, liền cho công tử a. Quân Nhược Hoan tốt xấu cũng theo Tiêu Phàm thật lâu, nơi nào không biết Tiêu Phàm điểm này tâm tư đây. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc phía trên có mấy tầng cấm chế. Tiêu Phàm nhìn xem Quân Nhược Hoan trong tay hộp ngọc, ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, không phải nói đột phá thần vương cảnh, có thể mượn nhờ pháp tắc toái phiến lĩnh ngộ sao? Dạng này xác thực có thể, nhưng là, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, mười phần trịnh trọng nói, pháp tắc toái phiến, kỳ thật cùng luyện hóa thần cách không khác nhau, cuối cùng sẽ hạn chế một người tương lai. Ta có bản thân đường muốn đi, pháp tắc toái phiến dùng để tham khảo còn có thể, nếu như nói luyện hóa mà nói, ta ngược lại là không có nghĩ qua. Tiêu Phàm gật gật đầu, Quân Nhược Hoan đã từng thân làm Thiên Vũ vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, điểm ấy ngạo khí vẫn có. Tất nhiên như thế, vậy ta liền nhận, vật này cho ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, lập tức trong tay có hiện ra một tòa tử sắc linh lung tiểu tháp, đúng là hắn từ Tử Dương Kinh Hồng cái kia cướp đoạt tới Kinh Hồng Linh Tháp. Bây giờ nửa năm trôi qua, phía trên linh hồn ấn ký, cũng đã bị thí thần luyện hóa, Quân Nhược Hoan cũng có thể yên tâm sử dụng. Công tử, ta có Oanh Thiên Chiến Xa là đủ rồi. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, nói Tu La Điện nội tình còn quá bạc nhược, cái này linh tháp liền cho các huynh đệ khác a. Tốt, Tiêu Phàm thu hồi Kinh Hồng Linh Tháp, lập tức mở hộp ngọc ra, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, bên trong lại là 16 phiến bạch sắc pháp tắc toái phiến. Thông qua cảm ứng, Tiêu Phàm ở nơi này mười mấy phiến pháp tắc toái phiến, cảm ứng được phong lực lượng, tựa như đưa thân vào vô tận phong chi vòng xoáy bên trong một dạng. Đây là phong chi pháp tắc mảnh vỡ, Bạch Ma ngoài ý muốn nói. Làm sao phong chi pháp tắc mảnh vỡ rất khó được sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, đúng rồi, lão lôi, người đột phá thần vương cảnh, hẳn là cũng có thể ngưng tụ pháp tắc toái phiến đi. Lôi Viên Vương nghe vậy, tức khắc vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu. Bạch Ma lại là cười cười nói, Lôi Viên tiểu tử, còn không đem ngươi pháp tắc toái phiến cho ngươi công tử. Lôi Viên Vương nhìn thấy, lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ, lúc này, Quân Nhược Hoan lại mở miệng nói, công tử, pháp tắc toái phiến đồng dạng chỉ có cao giai thần vương mới có thể ngưng tụ, sơ giai thần vương, chỉ có bỏ mình thời điểm, mới có thể ngưng tụ pháp tắc toái phiến. Dạng này a, Tiêu Phàm gượng cười mấy tiếng, vỗ vỗ Lôi Viên Vương bả vai nói, xin lỗi, ta không biết rõ. Hắn cũng rốt cục biết rõ Lôi Viên Vương tại sao vẻ mặt đưa đám, hắn muốn Lôi Viên Vương cho hắn pháp tắc toái phiến, chẳng phải là muốn hắn đi chết sao? Trừ phi hắn có thể đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, mới có thực lực ngưng tụ pháp tắc lực lượng, có thể cái này cần một cái dài dằng dặc quá trình. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn nhường Lôi Viên Vương ngưng tụ pháp tắc toái phiến nhường bản thân thôn phệ, đột phá cổ thần cảnh đây, bất quá bây giờ nhìn đến, cái này biện pháp hiển nhiên là không làm được. Tiêu Phàm không chút do dự, trực tiếp đem 16 phiến phong chi pháp tắc mảnh vỡ ném vào hắc sắc vòng xoáy, dù là điểm ấy pháp tắc toái phiến không cách nào làm cho hắn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là,
cũng đầy đủ nhường hắn vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cường đại khí thế, trên người khí thế không ngừng kéo lên, cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong cũng đã càng ngày càng gần. Còn kém một chút, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Bạch ma bọn họ mấy người tựa như gặp quỷ đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào không biết, Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt, dĩ nhiên luyện hóa pháp tắc toái phiến đến đột phá. Kẻ khác đều là đang thần vương cảnh thời điểm mới bắt đầu luyện hóa pháp tắc toái phiến được a, hắn vậy mà ở cổ thần cảnh liền làm được. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Quân Nhược Hoan hít sâu một cái bình tĩnh một cái suy nghĩ, chậm chạp nói. Tiêu Phàm nhìn huyết sắc tràn ngập chân trời một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, nguyên bản ta là chuẩn bị tiến về đế huyết nhai, bất quá bây giờ, nhất định phải tìm tới lão nhị lại nói, ta cũng phải nhìn xem, người nào dám giết huynh đệ của ta. Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa thành trì phía trước ngừng lại. Xa xa nhìn lại, từng tòa nguy nga đại khí cung điện đứng vững trong đó, to lớn hộ thành trận pháp thời khắc mở ra, phát ra nhàn nhạt quang mang, ở nơi này âm u bách sát chiến trường 10 phần dễ thấy. Thành trì chỉnh thể hiện lên hắc sắc, lộ ra một cỗ nồng nồng hậu dày đặc nặng bao la hùng vĩ cảm giác, cho người ta một loại 10 phần kiềm chế khí tức. Công tử, kia chính là Vạn La Thành, chính là Vạn La đế vực phiến khu vực này giải đất trung tâm. Cũng là phiến khu vực này nửa đoạn trước cuối cùng một tòa thành trì, tiếp tục đi tới mà nói, tùy thời khả năng gặp gỡ dị ma. Quân Nhược Hoan giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia dày đặc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm từ bách sát chiến trường trên bản đồ nhìn ra, bách sát chiến trường nửa đoạn trước, có vô số thành trì, có thể cho tu sĩ che gió che mưa. Có thể nửa đoạn sau, lại chỉ có một tòa thành trì. Kia chính là đế huyết nhai bên bờ hy vọng nhai thành. Có thể đi đến Vạn La Thành cũng không tính cái gì, chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể làm được, có thể muốn đi đến hy vọng nhai thành, vậy coi như không phải bình thường khó khăn. Đừng nói cổ thần cảnh sơ giai, liền là cổ thần cảnh cao giai, cũng chưa hẳn có thể thành công đến hy vọng nhai thành. Bởi vậy, bách sát chiến trường nửa đoạn sau, mới là chân chính rèn luyện người địa phương, cũng là chân chính sát lục tràng. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lại nói, chiếu ngươi trước đó nói, nếu như Vạn La Thành không có lão nhị tin tức, hắn liền 8-9 phần 10 tiến vào chỗ sâu. Là, Nam Cung Huynh lúc ấy cùng ta ước định, một năm sau đó ở Vạn La Thành tập hợp, nếu như một năm bên trong người nào không có chạy tới, liền tiến về hy vọng nhai thành. Quân Nhược Hoan khẳng định gật gật đầu nói. Cự ly kỳ hạn một năm, còn có nửa năm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Công tử, người hiện tại bị hướng ra truy nã, còn muốn vào thành sao? Lôi Viên Vương lo lắng nói. Vạn La Thành lớn như vậy, bên trong tu sĩ vô số, người nào lại biết rõ chúng ta đi vào? Bạch Ma Lơ đĩnh nói ra. Không ngại, ở bên ngoài bố trí một phen liền có thể. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, Vạn La Thành, hắn khẳng định muốn đi vào. Nếu như không có Nam Cung Tiêu Tiêu tin tức. Tiêu Phàm khả năng liền trực tiếp chạy tới đế huyết nhai, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm không phải yên tâm đi qua. Huống hồ, lấy hắn bây giờ thần văn tạo nghệ, coi như gặp được thần vương cường giả, nhưng muốn rời đi mà nói, lại cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tiếp xuống một ngày thời gian, Tiêu Phàm ở Vạn La Thành bên ngoài cẩn thận chuẩn bị một phen, lúc này mới hướng về Vạn La Thành mà đi. Tiến vào thành trì trước đó, Tiêu Phàm một nhóm đều cải biến dung mạo. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là bị truy nã, không nói tất cả mọi người, nhưng 8-9 phần 10 người đều biết rõ Kiếm Hồng Trần dung mạo. Về phần Lôi Viên Vương, lại biến thành bản thể, chỉ là thân hình chỉ có cao đến 2 mét, bộ lông màu đỏ ngòm phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, lờ mờ có lôi điện chi lực lấp lóe. Mà Bạch Ma, lại biến thành một cái bạch sắc tiểu miêu, cùng phía trước sư tử hoàn toàn không vào đề. Quân Nhược Hoan cũng đồng dạng cải biến khuôn mặt cùng thần lực khí tức, nhưng là mệnh cách khí tức lại không cách nào cải biến. Đương nhiên, muốn điều tra Quân Nhược Hoan mệnh cách khí tức, trừ phi thần vương cảnh cường giả, những người khác nhất định là nhìn không ra. Một đoàn người nghênh ngang đi vào Vạn La Thành, Vạn La Thành cùng những người khác khác biệt, cũng không phải thuộc về cái nào cổ vực, thống nhất từ Vạn La đế vực quản lý. Đi vào thành trì, nơi này cùng Tiêu Phàm tưởng tượng khác biệt. Đường phố người đến người đi, náo nhiệt phi thường,
đường phố đủ loại tiếng la, ầm ĩ vô cùng. Tử linh cỏ, chỉ có 1 vạn thượng phẩm thần thạch, muốn mau tới, chỉ có cuối cùng 2 gốc. Tinh vẫn thần thiết, chính là chế tạo vương giai pháp bảo cùng đế binh không 2 vật liệu, chỉ cần 5.000 thượng phẩm thần thạch 1 cân. Ma côn thú cốt, có thể làm thuốc, có thể luyện chế pháp bảo, 10 vạn thượng phẩm thần thạch, chắc giá. Nghe được hai bên đường phố tiếng la, Tiêu Phàm không khỏi có chút ý động, loại cảm giác này, nhưng hắn nhớ tới đã từng chiến hồn đại lục chợ đêm, không cẩn thận, cũng đã qua rất nhiều năm thời gian. Nếu vui mừng, tại sao trước đó thành trì không có người bán những vật này? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Bách sát chiến trường 10 phần rộng lớn, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là đâu đâu cũng có cơ duyên, những tài liệu này cùng thần thảo, dù là ở ngoại giới, cũng là số 1 số 2 quý hiếm. Những vật này đại bộ phận đều là từ sau nửa đoạn tìm tới, công tử hẳn là cũng biết rõ, nửa đoạn trước cũng không có quá nhiều nguy hiểm, người bình thường chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể chạy tới Vạn La Thành. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nháy mắt hiểu tới, nửa đoạn trước tầm bảo quá nhiều người, mà một gốc thần dược, trưởng thành liền cần mấy ngàn năm, nhiều như vậy thời gian, không nói mỗi một tấc đất, nhưng đại bộ phận địa phương khẳng định đã có người đi qua. Không sai, cho nên nói, chân chính cơ duyên, đại bộ phận đều ở nửa đoạn sau, ta và Nam Cung Huynh phía trước nửa đoạn phát hiện một tòa động phủ cũng đã 10 phần khó được, nhưng là ở phía sau nửa đoạn, lại là 10 phần bình thường sự tình, cũng sẽ không bị người truy sát. Quân Nhược Hoan cười khổ nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn con người từ tiếp vào hai bên quầy hàng từng cái đảo qua, hắn nhãn lực mặc dù không làm sao, nhưng là nắm giữ tu la truyền thừa ở, đại bộ phận đồ vật hắn vẫn là nhận biết. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm trong lòng 10 phần không bình tĩnh, có rất nhiều thần thảo cùng thần liệu 10 phần chân quý, đáng tiếc trên người hắn thần thạch có hạn. Nhìn thấy những cái này thần thảo cùng thần liệu, Tiêu Phàm đều có loại muốn lập tức tiến vào bách sát chiến trường phần sau đoạn trùng động, bất quá cuối cùng vẫn là đem cảm giác kích động này áp chế xuống. Hắn điều động thể nội bạch sắc thạch đầu, tinh tế từ những cái kia thần dược cùng thần liệu phía trên đảo qua, không biết là bạch sắc thạch đầu tầm mắt cao, hay là cái khác duyên cớ, ở đụng tới những cái kia thần dược cùng thần liệu, đều không có nửa điểm động tĩnh. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, ánh mắt rơi vào trong đó một cái quầy hàng phía trên. Hắn thể nội bạch sắc thạch đầu, dĩ nhiên lập lòe hừng hực quang mang, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, đây chính là có rất ít sự tình. Tiêu Phàm kìm lòng không được hướng về cái kia quầy hàng đi đến, linh hồn chi lực đem gian hàng đồ vật từng cái đảo qua, cuối cùng Tiêu Phàm khóa được một khối hỏa hồng sắc thạch đầu. Hỏa hồng sắc thạch đầu đại khái cũng liền đầu người lớn nhỏ, cả người đỏ tươi như máu, tựa như một đoàn hỏa diễm ở đốt cháy đồng dạng, cách nhau vài thước cự ly, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cực nóng nhiệt độ. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm liền từ viên này thạch đầu dịch chuyển khỏi, người ở đây, có thể đều là ăn thịt không nhả xương, người muốn là nhìn chằm chằm một cái đồ vật, đối phương nhất định sẽ chặt đẹp hắn. Lập tức hắn ánh mắt rơi vào một chuôi đen kịt đoạn kiếm phía trên lờ mờ lượn lờ lấy từng tia huyết sắc vũ khí, cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác. Huynh đệ, thực sự là hảo nhãn lực, chuôi này cổ kiếm, đã từng thế nhưng là đế binh, mặc dù đứt gãy, nhưng cũng là bất phàm đồ vật, chỉ cần 50 vạn thượng phẩm thần thạch. Chủ quán là một cái trung niên nam tử, cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, một mặt hòa khí nhìn xem Tiêu Phàm nói. 50 vạn thượng phẩm thần thạch, người còn không bằng đi đoạt đây. Quân Nhược Hoan khinh thường nói, chuôi này đoạn kiếm, đã từng nhiều nhất chỉ là vương giai pháp bảo, nếu như không phải pháp tắc chi lực chưa từng tẫn tán, căn bản là một văn không đáng. Nghe Quân Nhược Hoan vừa nói như thế, chủ quán tức khắc mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nói, tất nhiên cái này đoạn kiếm không vào các vị pháp nhãn, ta nơi này còn có rất nhiều bảo bối, luôn có vào các ngươi pháp nhãn. Chuôi này đoạn kiếm, nếu như 10 vạn thượng phẩm thần thạch mà nói, ta muốn. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chuôi này đoạn kiếm nói. Công tử, Quân Nhược Hoan vội vàng ngăn cản, nói chuôi này đoạn kiếm, đừng nói 10 vạn thượng phẩm thần thạch, liền là 1 vạn đều thua lỗ. Vị huynh đệ này nói như vậy liền không đúng, mua bán là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nam tử trung niên tự nhiên thấy được Tiêu Phàm ánh mắt, trong lòng lại là vui nở hoa. Chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, nói, ngươi ta đều thối lui một bước,
20 vạn thượng phẩm thần thạch, cái này đoạn kiếm về ngươi, cùng lắm thì ngươi lại coi trọng những vật khác, ta cho ngươi giảm giá. Có thể, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tiện tay vung ra một mai càn khôn giới, một bộ người giàu có bộ dáng, nhưng mà, Quân Nhược Hoan lại là gấp mắt. Cũng khó trách Quân Nhược Hoan lo lắng, một vạn thượng phẩm thần thạch đều chê đắt đồ vật, Tiêu Phàm dĩ nhiên bỏ ra 20 vạn thượng phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với 2.000 vạn trung phẩm thần thạch a. Nhiều như vậy trung phẩm thần thạch, đối với Tu La Điện tới nói, tuyệt đối là một bút rất lớn tài phú. Nam tử trung niên vội vàng tiếp nhận càn khôn giới, quét trong càn khôn giới một cái, trong mắt lại là vui nở hoa, 20 vạn thượng phẩm thần thạch, dĩ nhiên đến dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ xa hoa như vậy, chẳng lẽ bản thân gặp gỡ đại gia tộc đệ tử? Mà dạng này người, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể đắc tội. Huynh đệ, ta đây quầy hàng, tuyệt đối đều là hàng thật giá thật đồ vật, ngươi lại nhìn xem những vật khác, chỉ cần ngươi coi trọng, ta đều cho ngươi giảm một chút. Trung niên chủ quán thu hồi càn khôn giới, cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tốt, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức tùy ý ở trên quầy hàng tìm kiếm lên, sau một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia huyết sắc thạch đầu, nói, đây là cái gì thạch đầu? Huynh đệ hảo nhãn lực, cái này thạch đầu, tên là thần hỏa vân thạch, chính là dùng để luyện chế thần dược đỉnh cực giai vật liệu, người muốn là coi trọng, nguyên bản cần 40 vạn thượng phẩm thần thạch. Ta cho ngươi giảm giá, 20 vạn thượng phẩm thần thạch như thế nào? Chủ quán vội vàng giải thích nói. Nghe được chủ quán mà nói, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này chủ quán nhận biết cái này thạch đầu đây, hiện tại nhìn đến, hắn căn bản là không nhận biết. Nếu như nhận biết mà nói, hắn tuyệt đối không chỉ ra giá 20 vạn thượng phẩm thần thạch, bởi vì cái này thạch đầu, căn bản không phải là cái gì thần hỏa vân thạch. 20 vạn quá mắc, huống hồ vừa mới vật kia, người ra giá 50 vạn, cuối cùng cho ta 20 vạn, cũng đánh 4 màn, người bây giờ lại đánh cho ta 50%, đây chính là như lời ngươi nói chiết khấu. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải sợ cái này chủ quán nhận ra cái này thạch đầu lai lịch, Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không đi mua cái gì kia đoạn kiếm, chính như Quân Nhược Hoan nói, cái kia đoạn kiếm, nhiều nhất cũng liền giá trị 1 vạn thần thạch mà thôi. Trung niên chủ quán một trận xấu hổ, nhưng lại không biết nói gì, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, viên này thạch đầu, thế nhưng là ta tử đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, huynh đệ tốt xấu kém chút liền mệnh đều đưa ở bên trong, không thể thấp nữa. Ngươi ở đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, Quân Nhược Hoan khịt mũi coi thường, phá nói, không biết các hạ là hướng Nam Thiên, vẫn là Diệp Tam Sinh a. Trung niên chủ quán mặt mo đỏ bừng. Lại là không biết Quân Nhược Hoan có ý tứ gì. Theo ta được biết, ở một năm, có thể đi đến đế huyết nhai, đoán chừng cũng liền chỉ có quân công bảng top 10, ngươi nói ngươi từ đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, như thế nói đến, ngươi cũng đã từ đế huyết nhai trở về, nhìn đến, ngươi so hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh đều lợi hại a. Quân Nhược Hoan âm dương quái khí nói. Ta, trung niên chủ quán mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không biết nói gì. Các hạ. Mở cửa làm sinh ý, ngươi cũng đừng làm nhà của ta công tử là đồ đần. Quân Nhược Hoan cười lạnh nói, huống hồ, cái này thần hỏa vân thạch phía trên có vô số liệt phùng, dùng để luyện chế thần dược đỉnh cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, theo ta thấy, nhiều nhất cũng liền 2 vạn thượng phẩm thần thạch, chúng ta có thể cho ngươi 5 vạn, ngươi cũng đã hẳn là cao hứng. Tốt, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hét lại Quân Nhược Hoan nói, 5 vạn thượng phẩm thần thạch, chắc giá, bản công tử nói ra khỏi miệng. Tự nhiên sẽ không thu hồi đến. Nam tử trung niên trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, được thôi, mở cửa làm sinh ý, 5 vạn liền 5 vạn. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đưa tay vung lên, viên kia huyết sắc thạch đầu bỗng nhiên biến mất, đồng thời lại vung ra một mai càn khôn giới, một bộ hoàn khố đệ tử tác phong. Nhị thiếu, ngay ở chỗ này, cũng liền ở lúc này, một đạo nịnh nọt thanh âm đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy mấy người nhanh chóng hướng về đi tới bên này. Tiêu Phàm mấy người tránh ra một con đường, nhìn những người kia một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi, đi tới Vạn La Thành, bọn họ chỉ vì tìm hiểu Nam Cung Tiêu Tiêu tin tức, không nghĩ lấy gây chuyện thị phi. Bất quá, làm Quân Nhược Hoan ánh mắt rơi vào những người kia trong đó một cái trên người thời khắc, đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra một sợi tinh quang. Làm sao,
ngươi nhận biết bọn họ? Tiêu Phàm nhìn ra Quân Nhược Hoan nghi hoặc, quay đầu truyền âm hỏi. Công tử, cái kia ăn mặc chiến bào màu tím người, liền là truy sát Nam Cung huynh Vân Nhất Tịch. Quân Nhược Hoan truyền âm nói. A, à, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, chỉ bất quá ẩn tàng rất tốt, ở trong mắt hắn, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn mà nói, Vân Nhất Tịch cũng đã nhất định là một cái người chết. Dám giết hắn huynh đệ người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cầm đầu một cái chiến bào màu tím thanh niên, hắn phong thần như ngọc, tuấn lãng phi phàm, tóc dài trong gió bay lên, cho người ta một loại mười phần phiêu miểu cảm giác. Chủ quán, người cái này bày ra viên kia thần hỏa vân thạch đây. Vân Nhất Tịch một cái thuộc hạ đi tới chủ quán trước mặt, trầm giọng hỏi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, tựa như sợ Vân Nhất Tịch sinh khí một dạng. Bán, trung niên chủ quán lơ đễnh hồi đáp. Cái gì, người bán? Cái kia cấp dưới thanh âm nháy mắt lớn mấy mười phần bối, ngươi không phải nói chờ ta trở về cầm thần thạch à, ngươi làm sinh ý liền là như thế thủ tín. Chờ ngươi mấy cái canh giờ đều không đến, ta cũng không có thất tín à. Trung niên chủ quán nhíu mày, có chút không vui vẻ nói, huống hồ, đồ vật là ta nghĩ làm sao bán liền bán thế nào. Ngươi, cái kia cấp dưới hầm hầm giận dữ, thiếu chút nữa thì bão nổi. Ngươi bán cho người nào? Lúc này, Vân Nhất Tịch đột nhiên tiến lên, nhíu mày nói, tại hạ Vân Nhất Tịch, còn mời các hạ cho một mặt mũi. Vân Nhất Tịch lại như, ngươi là Vân Nhất Tịch, trung niên chủ quán đầu tiên là lơ đễnh, song khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên run run một cái. Vân Nhất Tịch là người nào? Đây chính là quân công bảng bài danh người thứ 9 vật A, thực lực càng là không cần nói, dù là ở các đại cổ vực, cũng là số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Trung niên chủ quán thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ Tiêu Phàm nói ta bán cho hắn. Người bao nhiêu thần thạch bán? Vân Nhất Tịch nhìn Tiêu Phàm một cái, nhìn thấy mua đi thạch đầu nhân vẫn còn, tức khắc nới lỏng khẩu khí, quay đầu lại nhìn về phía trung niên chủ quán hỏi. Ngũ vạn thượng phẩm thần thạch, trung niên chủ quán là phát ra từ nội tâm sợ hãi, nói chuyện có chút run rẩy, hắn sợ Vân Nhất Tịch tìm hắn phiền phức. 5 vạn thượng phẩm thần thạch, người bán cho ta thời điểm, không phải nói muốn 20 vạn sao? Vân Nhất Tịch vậy thuộc hạ phẫn nộ nhìn xem trung niên chủ quán. Khó trách hắn tức giận như vậy, lúc ấy trên tay hắn có 10 vạn thượng phẩm thần thạch, có thể cái này chủ quán cứng rắn là muốn 20 vạn, hắn bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải trở về tìm Vân Nhất Tịch. Nhưng bây giờ, trung niên chủ quán dĩ nhiên 5 vạn thượng phẩm thần liền bán cho kẻ khác, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây? Trung niên chủ quán cúi đầu không nói, hắn tự nhiên sẽ không nói, Tiêu Phàm bỏ ra 20 vạn mua một kiện chỉ trị giá 1 vạn thượng phẩm thần thạch đoạn kiếm, nếu như đổi một cái mà nói, cái viên kia thạch đầu, cũng không chỉ 20 vạn thượng phẩm thần thạch. Vân Nhất Tịch đạm mạc nhìn trung niên chủ quán một cái, hắn biết rõ tìm chủ quán cũng đã vô dụng, tức khắc quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vị huynh đài này, ta ra 20 vạn mua trên tay ngươi thần hỏa vân thạch như thế nào? Không bán, Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu. Ân, Vân Nhất Tịch không nghĩ đến có người sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt bản thân, thần sắc nháy mắt biến bất thiện, lập tức duỗi ra 5 ngón tay nói, 50 vạn. Không bán, trả lời hắn vẫn như cũ chỉ có 2 chữ, trung niên chủ quán nghe được lời này. Lại là kém chút ngã ngồi dưới đất, 50 vạn thượng phẩm thần thạch A, bản thân 5 vạn thì bán. 100 vạn, Vân Nhất Tịch lại vươn một ngón tay. Tiêu Phàm rất khó chịu Vân Nhất Tịch cường thế, hơi không kiên nhẫn nói, nếu như ngươi cảm thấy, xích huyết tinh thần thạch, chỉ cần 100 vạn thượng phẩm thần thạch mà nói, trên tay ngươi có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Cái gì, xích huyết tinh thần thạch, trung niên chủ quán nghe được câu nói này, tức khắc kinh kêu đi ra. Thiếu chút nữa thì ngất đi. Dù là hắn nghe được Vân Nhất Tịch ra giá 100 vạn thượng phẩm thần thạch cũng không có như thế không bình tĩnh. Xích huyết tinh thần thạch A, đây chính là luyện chế đế binh cực phẩm vật liệu, đồng dạng đều là có tiền mà không mua được đồ vật A. Nếu quả thật là xích huyết tinh thần thạch, đừng nói 100 vạn thượng phẩm thần thạch, liền là 1.000 vạn thượng phẩm thần thạch, cũng khẳng định có người sẽ mua. Coi như thần vương cảnh tu sĩ mua không nổi. Những cái kia đại đế cảnh cường giả chẳng lẽ còn mua không nổi sao? Lại là xích huyết tinh thần thạch, tiểu tử này phát, 5 vạn thượng phẩm thần thạch,
liền mua đến giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thượng phẩm thần thạch xích huyết tinh thần thạch, đáng tiếc cái kia chủ quán không biết hàng. Người nào nói không phải đây, kia chính là đồ đần, ta vừa mới nhìn thấy người tuổi trẻ kia cố ý cho hắn chút ngon ngọt, hắn liền không biết đông nam tây bắc, hiện tại ngốc hả? Nếu là ta, đoán chừng hối hận chết, đám người ngươi một lời, ta một câu, nói trung niên chủ quán phiền muộn muốn thổ huyết, mặt đỏ tới mang tai nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái kia xích huyết tinh thần thạch đoạt trở về. Các hạ, ta ra 500 vạn thượng phẩm thần thạch như thế nào? Vật này đối với ngươi mà nói, nhiều nhất cũng chính là một kiện vật liệu mà thôi, nhưng cho ta Vân gia, lại khả năng trở thành một kiện đế binh, khi đó, mới xứng với 1.000 vạn giá cả. Vân Nhất Tịch hít sâu một cái nói. 500 vạn thượng phẩm thần thạch, cái kia đã là hắn cực hạn, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên nhận ra xích huyết tinh thần thạch. Không hứng thú, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Không nói Vân Nhất Tịch truy sát Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm là không thể nào cùng hắn từ bỏ ý đồ, liền là vừa mới cái viên kia xích huyết tinh thần thạch có thể làm cho bạch sắc thạch đầu quang mang đại thịnh, vật này, tuyệt đối không chỉ là xích huyết tinh thần thạch như thế đơn giản. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới từng tại chiến hồn đại lục đổ thạch sự tình, có lẽ, cái này trong viên đá còn có cái khác khó lường đồ đâu. Đừng nói 500 vạn thượng phẩm thần thạch, liền là 500 vạn cực phẩm thần thạch, Tiêu Phàm cũng sẽ không bán cho Vân Nhất Tịch. Ngươi, Vân Nhất Tịch lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ đến bản thân báo ra danh hào, đối phương còn dám không nhìn bản thân. Tiểu tử, ngươi biết rõ nhị thiếu là ai chăng? Nhị thiếu thế nhưng là quân công bảng bài danh đệ cửu Vân Nhất Tịch, cái này xích huyết tinh thần thạch ở trên tay ngươi chỉ có thể bị long đong, cho nhị thiếu mới có thể nở rộ nó lúc đầu quang hoa. Chính là, nhị thiếu thế nhưng là cao giai luyện khí sư, tương lai thế nhưng là muốn trở thành vương giai luyện khí sư nhân vật, về sau ngươi nếu đột phá thần vương cảnh, nhị thiếu thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể cho ngươi luyện chế một kiện pháp bảo cũng nói không chừng. Tiểu tử, nhị thiếu nhân tình. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được, người chính là hảo hảo suy nghĩ một chút a. Vân Nhất Tịch thuộc hạ vội vàng tiến lên phía trước nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như nếu là Tiêu Phàm không đem xích huyết tinh thần thạch giao ra đến, bọn họ liền chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng một dạng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, nói xong. Nói xong, vậy ta liền đi. Ách, đám người không còn gì để nói. Tựa như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì gắng sức chút. Đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi, gia hỏa này thậm chí ngay cả bộ gia người tình đều không quan tâm. Phải biết, dù là Vạn La đế vực, đều muốn cho Vân gia mấy phần tình mọn a, Vân gia thế nhưng là luyện khí cổ tộc, cho tới bây giờ không thiếu pháp bảo chủ. Vạn La đế vực cấp dưới không ít địa vực pháp bảo. Đại đa số đều là xuất từ Vân gia vị trí Thương Vân cổ vực luyện khí sư tay. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm thật đúng là không quan tâm Vân gia luyện khí sư thân phận, khác không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bây giờ cũng là cao giai luyện khí sư. Không cần bao lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu khẳng định cũng có thể trở thành vương giai luyện khí sư, điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên nguyện ý tin tưởng huynh đệ mình, mà không phải những người khác. Nhìn thấy Tiêu Phàm xoay người rời đi. Vân Nhất Tịch một cái thủ hạ nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm bọn họ đường đi, nói tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, nhị thiếu ở quân công bảng bài danh đệ cửu. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm con ngươi cũng bỗng nhiên biến băng lạnh, thấy lạnh cả người từ trên người hắn phun ra, dọa đến người kia không khỏi lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, người kia vẫn là lấy dũng khí nói, ta không phải uy hiếp ngươi, mà là muốn nói cho ngươi. Nhị thiếu thế nhưng là ta nhân tộc công thần, ngươi đem vật này bán cho nhị thiếu, ngươi cũng đồng dạng xem như nhân tộc công thần. Nhân tộc công thần, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói kia kiếm hồng trần, không phải quân công bảng bài danh đệ nhất sao? Không giống cũng là nhân tộc phản đồ, Tiêu Phàm lời nói, trực tiếp đem người kia vừa đến miệng lời chặn trở về. Đoàn người cũng là một trận giật mình, đúng vậy a, liền quân công bảng đệ nhất kiếm hồng trần, đều trở thành nhân tộc phản đồ. Quân công bảng bài danh đệ cửu Vân Nhất Tịch lại tính được cái gì đâu. Quân công bảng đệ cửu, có thể là dị ma cũng nói không chừng. Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức hất lên áo bào, quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến. Quân Nhược Hoan, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ba người nhìn Vân Nhất Tịch một cái,
cũng vội vàng đi theo. Hừ, ta Vân Nhất Tịch muốn lấy được đồ vật, còn cho tới bây giờ không có không chiếm được. Vân Nhất Tịch thần sắc lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn phun ra. Lập tức hắn cho hắn thủ hạ một cái ánh mắt, có hai người lặng yên biến mất ở trong đám người, hiển nhiên là theo dõi Tiêu Phàm bọn họ đi. Thật lâu, Vân Nhất Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào cái kia co quắp mềm ở trên mặt đất nam tử trung niên trên người, các hạ còn biết rõ xích huyết tinh thần thạch là ở nơi nào lấy được. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, Vân mỗ tất có thâm tạ. Vân công tử, cái kia xích huyết tinh thần thạch, ta là nửa năm trước đó ở đế huyết thành bên ngoài nhặt được. Trung niên đường chủ vẻ mặt đưa đám nói, hắn thật đúng là sợ Vân Nhất Tịch tìm hắn phiền phức. Đế huyết thành, Vân Nhất Tịch nhíu mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ trung niên chủ quán lời nói tính chân thực, ta tin tưởng các hạ, những ngày qua, liền phiền phức các hạ cho Vân mỗ làm cái dẫn đường a. Vân công tử khách khí, tại hạ còn có một chút sự tình phải xử lý, trước rời đi. Trung niên chủ quán nào dám cho Vân Nhất Tịch làm dẫn đường, trừ phi hắn không muốn sống. Nếu quả thật tìm được xích huyết tinh thần thạch, lấy Vân Nhất Tịch tính cách, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Mà một khi tìm không thấy, cái khác nhất định sẽ đem trách nhiệm từ chối trên người mình, đến lúc đó vẫn là muốn gây một thân tao, trung niên chủ quán không phải đồ đần, chỗ nào đồng ý đáp ứng. Lưu lại một câu, trung niên chủ quán liền nhanh chóng trốn vào trong đám người. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi, trong lòng cũng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời cho thăm hỏi 100 lần. Bản thân chỉ bất quá bán đồ vật mà thôi, dĩ nhiên rước lấy một đống phiền phức, về sau đoán chừng cái này Vạn La Thành là lăn lộn ngoài đời không nổi. Dù sao, cái này Vạn La Thành không thể so với cái khác thành trì, nơi này là có thể giết người, hắn đi tới Vạn La Thành mấy ngày, trộm gà bắt chó, giết người cướp của sự tình có thể thấy không ít. Cho bản thiếu đem hắn mang trở về. Vân Nhất Tịch hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm hắn không buông tha, trung niên chủ quán hắn cũng đồng dạng không chuẩn bị buông tha. Đối với xích huyết tinh thần thạch, Vân Nhất Tịch càng là tình thế bắt buộc. Nghe được Quân Nhược Hoan giải thích, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, hắn thật đúng là bị đại đế cấp bậc lực lượng làm cho sợ hết hồn, bất quá nhìn đến, lực lượng này cũng không phải tùy tiện đều có thể dùng. Thu liếm tâm thần. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa thả ở trên huyết hải tinh thần, hắn cũng phải nhìn xem, những cái này thiên tài cùng bọn họ hộ đạo giả dùng biện pháp gì lấy được huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần mặc dù không có đế uy, nhưng là liền nắm giữ thần hỏa đỉnh phong lực lượng, bình thường thần vương cảnh, căn bản không đến gần được mảy may. Lão Tam, ngươi nhìn người là người nào? Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu một tiếng sợ hãi đem Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Tiêu Phàm theo Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đứng lơ lửng trên không, phía sau cõng một chuôi đại thiết kiếm, đứng ở một cái huyết sắc nham tương hải biên giới, một mặt đạm nhiên. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ đến vậy mà ở nơi này thấy được chiến hồn đại lục người quen. Chủ yếu nhất là, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Khuynh Thành tu vi, muốn đến cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí bán bộ thần vương cảnh. Chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, có thể vào Tiêu Phàm pháp nhãn không nhiều, ngoại trừ Lâu Ngạo Thiên cùng Chiến Hoàng Thiên bên ngoài, Diệp Khuynh Thành tính một cái. Quân công bảng bài danh đệ thập Diệp Khuynh Thành, Quân Nhược Hoan cũng có chút ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu dĩ nhiên nhận biết đối phương. Quân Nhược Hoan trong đầu nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đại khái đoán được Diệp Khuynh Thành lai lịch. Dù sao hắn thế nhưng là từng tiến vào chiến hồn đại lục. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng về huyết sắc nham tương hải lao đi, mấy cỗ đáng sợ uy áp tản ra. Những cái kia hộ đạo giả xuất thủ, Quân Nhược Hoan trầm giọng nói. Tiêu Phàm mấy người cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì, những cái này hộ đạo giả có thể đều là thần vương cảnh, có lẽ bọn họ liên thủ. Thật có thể áp chế huyết hải tinh thần cũng nói không chừng. Cũng liền so những cái kia hộ đạo giả xuất thủ thời khắc, huyết sắc nham tương hải đột nhiên cuốn lên vô số nham tương cột nước, giống như từng đầu huyết sắc trường long nghịch thiên mà lên, khí thế khiếp người. Huyết sắc trường long rõ ràng chỉ là không có sinh mệnh đồ vật, nhưng giờ phút này lại cùng chân chính sinh linh không khác, điên cuồng công kích tới những cái kia thần vương cảnh cường giả. Một thoáng thời gian,
tất cả thần vương cảnh cường giả đều ngồi không yên, bọn họ tựa như đạt thành một loại ngầm thừa nhận hiệp nghị, cùng nhau áp chế lấy huyết hải tinh thần. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ quá xem thường huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần cố nhiên ẩn núp vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ vô cùng hung hoành, hung uy vô hạn. Chốc lát thời gian, thì có hai cái thần vương cảnh cường giả bị đánh bay, kém chút rơi xuống nham tương hải. Gần như đồng thời, những cái kia nham tương huyết sắc trường long cũng nhao nhao nổ tung, sáu đại thần vương cảnh cường giả bộc phát ra đáng sợ khí thế, thi triển pháp tắc chi lực, từ sáu cái phương hướng áp chế huyết hải tinh thần. Huyết hải tinh thần vô số điểm sáng lấp lóe, nguyên bản mấy chục trượng lớn nhỏ tinh thần hải, bỗng tăng vọt gấp 10 lần, biến thành mấy trăm trượng chu vi, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm càng là trùng thiên mà lên, che khuất bầu trời, đem sáu đại thần vương cảnh cường giả hoàn toàn nuốt sống đi vào. Hảo cường, đoàn người nhìn thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên run rẩy lên, chỉ cảm giác da đầu hơi tê tê. Đây chính là thần vương cảnh A, lại bị một đám hỏa diễm áp chế, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hỏa diễm, vốn liền là một đám đặc biệt sinh linh, xưng là hỏa tộc, đồng giai hỏa tộc thực lực, so với nhân loại tu sĩ tới nói, cũng chỉ mạnh không yếu. Huống chi những cái này thần vương cảnh loại cường đại nhất cũng chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, lại làm sao có thể là huyết hải tinh thần đối thủ. Lão Tam, chúng ta không xuất thủ sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Xuất thủ, chúng ta cầm cái gì xuất thủ? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, bọn họ mấy người này thực lực, cố nhiên đều không kém gì phổ thông thần vương cảnh tiền kỳ bao nhiêu. Nhưng là cùng chân chính thần vương cảnh cường giả so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Liền bát đại thần vương đều áp chế không nổi huyết hải tinh thần, bọn họ những người này đi lên cũng chỉ là toi công, huống chi. Trong mây phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền đám người có thể còn không có động thủ đây. Chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng làm không được. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không cam lòng nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn xác thực không thể làm gì, dù là trong lòng của hắn cũng 10 phần khó chịu. Lần trước trơ mắt nhìn thấy hỗn độn kiếm thai đào tẩu, mà hiện tại nhìn thấy chuẩn đại đế cấp hỏa diễm, lại căn bản không có đầy đủ thực lực thu lấy. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân thực lực vẫn là quá yếu, nếu là đột phá thần vương cảnh, hắn ngược lại là dám liều liều mạng, nhưng là bây giờ lại liền liều tư cách đều không có. Cũng không phải cái gì cũng làm không được, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu đầu vai truyền đến một đạo già nua thanh âm. A, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc khẽ động. Ta và phần thiên trôi qua lặng lẽ, có thể rút ra huyết hải tinh thần hỏa tàn diễm, này tăng kia giảm. Những cái kia thần vương cảnh tất nhiên liền có thể áp chế nó. Hư vô u hỏa nói ra. Trước đó, hư vô u hỏa rất khó chịu Nam Cung Tiêu Tiêu lừa gạt nó, mảnh này cổ địa, căn bản không có Nam Cung Tiêu Tiêu nói khủng bố như vậy, liền thần vương cảnh đều rất hiếm thấy đến. Nhưng là giờ phút này, hư vô u hỏa cũng đã bắt đầu tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu lời nói, nó chỉ là thần hỏa trung kỳ mà thôi, nơi này có là người có thể áp chế nó. Cũng may nó nghe theo Nam Cung Tiêu Tiêu đề nghị, nếu không mà nói, nó hạ chàng tuyệt đối so huyết hải tinh thần muốn thê thảm. Dù sao huyết hải tinh thần thực lực so với nó muốn cường đại rất nhiều, ở những người này trước mặt còn có sức tự vệ, nhưng là nó lại không có. Ta xem bây giờ còn là không muốn vọng động tốt, nếu như bị những người kia phát hiện ngươi và phần thiên tồn tại, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ từ bỏ huyết hải tinh thần, đến đối phó các ngươi. Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu. Người bình thường có lẽ nhìn không ra hư vô u hỏa bản thể, nhưng không phải đại biểu thần vương cảnh nhìn không ra. Hư vô u hỏa ngược lại là không có phản bác, nó chỉ là không muốn bỏ lỡ huyết hải tinh thần mà thôi, dù sao, bọn chúng hỏa tộc tu luyện con đường cùng nhân loại tu sĩ khác biệt. Một loại là chậm rãi hấp thu giữa thiên địa hỏa thuộc tính tinh hoa đến đột phá cảnh giới, loại thứ hai thì là thôn phệ cái khác hỏa tộc, luyện hóa hắn tinh hóa thành mình tất cả. Loại phương thức này cấp tốc nhất. Nhất là thôn phệ cao cấp hỏa diễm, đột phá lên càng thêm tấn mãnh. Chỉ là loại này phương pháp rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương thôn phệ. A đột nhiên, từng tiếng kêu thảm truyền đến, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn họ lực chú ý, lại là nhìn thấy sáu bóng người từ trong biển lửa xông ra, toàn thân bị thiêu đến cháy đen vô cùng, chật vật đến cực điểm.
Có hai cái thần vương cảnh tu sĩ càng là nửa bên thân thể bị đốt thành kiếp tro, trong mắt tràn đầy sợ hãi, có thể sống sót, cũng đã 10 phần không dễ. Mấy người khác nhìn xem cái kia phát cuồng huyết biển tinh thần, cũng tràn đầy kiêng dè, bằng vào bọn họ những người này, là không thể nào áp chế huyết hải tinh thần, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Trừ phi huyết hải tinh thần có thể tự động nhận chủ, chỉ là dạng này cơ hội quá mức xa vời. Siêu siêu đúng lúc này, một trận tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một đóa mây đen từ chân trời gào thét mà tới. Nhìn thấy đóa kia mây đen, đại bộ phận nhân thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, luôn cảm giác có một loại mãnh liệt nguy hiểm lại tới gần, nhưng cũng có một số người không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, theo lấy mây đen tới gần, đám người lại là phát hiện, mây đen lại là từ vô số nhỏ bé đồ vật tổ thành, lít nha lít nhít. Đó là thứ gì? Có người kinh hô mở miệng. Phệ thiên ma nghĩ, là phệ thiên ma nghĩ, chạy mau. Không biết là người nào hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn. Phệ thiên ma nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, con ngươi nháy mắt rơi vào thần vô tâm trên người, hắn luôn cảm giác, việc này cùng thần vô tâm không thoát được can hệ. Đi, hít sâu một cái, Tiêu Phàm cũng không chút do dự mang theo đám người hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ, trùng trùng điệp điệp hướng về huyết sắc nham tương hải tới gần, bốn phía tu sĩ điên cuồng chạy trốn lên. Vẻn vẹn chốc lát thời gian, huyết sắc nham tương hải chung quanh toàn bộ bị phệ thiên ma nghĩ chiếm cứ, nhân tộc tu sĩ thối lui đến nơi xa. Lạnh lùng nhìn xem cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ. Quỷ dị là, phệ thiên ma nghĩ cũng không có công kích nhân tộc tu sĩ, ngược lại chỉ đối với cái kia huyết hải tinh thần cảm thấy hứng thú. Nơi xa, thần vô tâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt một trận trắng bệch, nắm đấm nắm chặt, kém chút liền muốn bóp ra máu. Thần tử, chúng ta hiện tại làm như vậy. Trong đó một cái tu la tộc tu sĩ mở miệng nói. Thần vô tâm chậm rãi buông ra nắm đấm, lạnh giọng nói, đáng giận, nếu như không phải kiếm hồng trần, ta cũng liền sẽ không mất đi cái kia địa đồ cùng xích huyết tinh thần thạch bên trong cái viên kia chìa khóa, hiện tại muốn lấy được huyết hải tinh thần, hy vọng quá xa vời. Nếu như Tiêu Phàm nghe được lời này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, hắn lấy được xích huyết tinh thần thạch, lại là lấy được huyết hải tinh thần mấu chốt. Không, nói cho đúng, hỗn độn kiếm thai mới là mấu chốt. Thần tử không cần như thế, huyết hải tinh thần đã xuất hiện, cái viên kia chìa khóa cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc đầu xích huyết tinh thần thạch liền là cái kia kiến vương. Một cái khác tu la tộc tu sĩ an ủi. Lời tuy như thế, nhưng từ kiến vương cái kia ăn cắp xích huyết tinh thần thạch, thế nhưng là bỏ ra bản thần tử giá rất lớn, bản thần tử lại có thể không thu hoạch được gì. Thần vô tâm vẫn như cũ cực kỳ không cam lòng nói. Nếu là thần vô tâm biết rõ xích huyết tinh thần thạch bên trong cái viên kia chìa khóa chính là hỗn độn kiếm thai, đoán chừng hắn liền không chỉ là tức giận như thế đơn giản. Chỉ là hỗn độn kiếm thai giá trị, liền không kém gì huyết hải tinh thần bản thân. Tiêu Phàm một nhóm đứng ở đằng xa, ngắm nhìn huyết sắc nham tương hải, bọn họ một nhóm giờ phút này cải biến dung mạo, chỉ cần không bại lộ thần lực khí tức cùng mệnh cách khí tức, những người khác cũng không có khả năng nhận ra bọn họ đến. Kiến hôi không phải sợ nhất hỏa diễm a, bọn chúng như thế đi lên, đơn giản liền là tự tìm cái chết a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn phía xa lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ nói. Phệ thiên ma nghĩ mặc dù sợ lửa, nhưng chúng nó cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn rất rõ ràng, những cái này phệ thiên ma nghĩ không phải đơn giản, thể nội hàm chứa mệnh ngoại chi khí, bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết. Tiêu Phàm lần trước mượn nhờ vô tận chi hỏa diệt sát bọn chúng, cũng là bởi vì bạch sắc thạch đầu rút lấy bọn họ thể nội mệnh ngoại chi khí, lúc này mới có thể giết chết bọn chúng. Nếu không mà nói, lần trước kiến vương đánh với Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người, cũng đoán chừng đã sớm bị giết chết, chỗ nào còn đến phiên bọn chúng đến nơi này ngang ngược càn rỡ. Muốn giết chết phệ thiên ma nghĩ, nhất định phải đánh chúng bọn chúng đầu, đánh tan bọn chúng trong đầu cái kia một sợi mệnh ngoại chi khí. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, chỉ thấy cái kia đầy trời phệ thiên ma nghĩ, bỗng hướng về huyết sắc nham tương hải phóng đi.
Huyết hải tinh thần cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng công kích, cuốn lên lấy vô tận nham tương công sát đầy trời phệ thiên ma nghĩ. Phệ thiên ma nghĩ nhao nhao bạo tán mà ra, nhưng quỷ dị là, rất nhiều phệ thiên ma nghĩ lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thân hình, hóa thành một đầu hoàn chỉnh phệ thiên ma nghĩ. Về phần những cái kia không bị đánh trúng phệ thiên ma nghĩ, liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt huyết hải tinh thần hỏa diễm, khí thế bắt đầu tăng vọt. Hư vô u hỏa nhìn thấy một màn này, run rẩy không ngừng nhảy lên, huyết hải tinh thần còn như thế, nó nếu như đối mặt này vô số phệ thiên ma nghĩ, lại có thể tốt đi nơi nào đây? Không biết tại sao, nó đột nhiên cảm thấy bản thân có chút may mắn, không có giết chết Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiêu Phàm, này hoàn toàn là sáng suốt lựa chọn. Đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, hỏa diễm thế nhưng là kiến hôi khắc tinh a, dù là phệ thiên ma nghĩ cũng không nên ngoại lệ a. Có thể bọn chúng dĩ nhiên không sợ chuẩn đế hỏa cấp bậc huyết hải tinh thần, hơn nữa còn có thể thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm trưởng thành. Hiện tại bọn hắn còn miễn cường có thể là phệ thiên ma nghĩ đối thủ, chờ thêm phía dưới phệ thiên ma nghĩ thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm sau đó, ai còn có thể đánh thắng được bọn chúng. Xuất thủ, Nguyệt Thiên Huyền lông mày nhíu lại, bỗng nhiên dậm chân mà ra, mang theo hắn hai cái hộ đạo giả xông vào huyết sắc nham tương hải. Coi như không thể hàng phục cùng luyện hóa huyết hải tinh thần hỏa diễm, vậy cũng có thể lấy được một chút tàn diễm. Giết, trong mây phượng cũng quát khẽ một tiếng, dẫn đầu xông tới, hắn quanh thân kiếm khí bành trướng, cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào, giống như một đầu thần phượng bay lượn. Ngay sau đó, cái khác các đại thiên tài cũng nhao nhao xuất thủ, bọn họ cũng đã đối huyết hải tinh thần không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là không muốn huyết hải tinh thần bị dị ma thôn phệ. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được một lượng sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, vậy cũng có thể trở thành bản thân to lớn át chủ bài. Dù sao, huyết hải tinh thần thế nhưng là thần hỏa đỉnh phong, nó tinh hoa hỏa diễm, khẳng định cũng không yếu so với thần vương cảnh hậu kỳ công kích. Trong lúc nhất thời, huyết sắc nham tương hải bên trên thần lực sôi trào bành trướng, pháp tắc chi lực mãnh liệt, hư không đều bắt đầu nhao nhao vỡ nát, loạn thành một đoàn. Cơ hội tới, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi liếm liếm bờ môi, sau đó nhìn về phía đám người nói, mọi người chia ra làm việc, lấy tự thân an nguy trọng yếu nhất, phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, trước tiên thối lui, tùy thời dùng truyền âm ngọc phù liên hệ. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi đám người phản ứng. Tiêu Phàm liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở trên nham tương hải. Tiểu tử, mau đi qua, ta muốn thôn phệ huyết hải tinh thần hỏa diễm. Hư vô u hỏa kích động kêu lên, nó hiện tại thực lực hoàn toàn không phải huyết hải tinh thần đối thủ. Nhưng là bây giờ huyết hải tinh thần bị phệ thiên ma nghĩ cùng nhân tộc tu sĩ cuốn lấy, đây đối với nó tới nói thế nhưng là cực giai cơ hội, lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Bàn tử cũng sớm đã dục dịch, so với lấy được huyết hải tinh thần, hắn càng chờ mong là thu phục hư vô u hỏa, muốn thu phục hư vô u hỏa, tự nhiên không thể tùy ý làm trái nó ý tứ. Nếu như có thể có hư vô u hỏa hỗ trợ, hắn luyện khí xác suất thành công cùng phẩm giai đều sẽ lấy được rất lớn tăng lên. Trừ cái đó ra, rất hưng phấn muốn thuộc bạch ma, nó tự như thấy được bàng bạc năng lượng đang hướng hắn vẫy tay. Nếu là có thể thôn phệ mấy sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, nó vô cùng có khả năng khôi phục lại thần vương cảnh tu vi. Trong nháy mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thân hình chớp động, toàn bộ đều hướng về nham tương hải phóng đi. Không chỉ đám bọn hắn, bốn phía xem không ít tu sĩ cũng nhao nhao động, toàn bộ đều không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội, tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, kinh khủng hỏa diễm nham tương che khuất bầu trời. Rất nhiều tu sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm, nhao nhao bị kích thương, không ít người càng là chết thảm. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vừa mới chuẩn bị bước vào huyết sắc nham tương hải tu sĩ vội vàng ngừng thân hình, thật sự là cái kia huyết hải tinh thần quá kinh khủng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đã đi tới huyết sắc nham tương hải chỗ sâu, dưới chân hắn, một mảnh kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, kim sắc hỏa diễm dung nhập nham tương một bộ phận kia, càng là có một tôn hỏa diễm vương miện. Hỏa diễm vương miện tự nhiên liền là chí tôn phần thiên viêm, nó điên cuồng trợ giúp vô tận chi hỏa rút ra nham tương hải bên trong hỏa diễm lực lượng. Vô tận chi hỏa thôn phệ nó hỏa diễm tinh hoa, mặc dù uy năng tương đương với phổ thông thần hỏa,
nhưng là vẫn như cũ chỉ là cổ hỏa đỉnh phong mà thôi, muốn càng tiến một bước, chỉ có thể thôn phệ càng thêm cường đại hỏa diễm. Chí tôn phần thiên viêm chỉ là sống nhờ ở trong vô tận động thiên mà thôi, vô tận chi hỏa mới là chính hắn đồ vật, lúc này huyết hải tinh thần liền có thể làm cho vô tận chi hỏa thuế biến, Tiêu Phàm chỗ nào có thể bỏ lỡ. Hô hô, theo lấy hỏa diễm thôn phệ, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa cũng bắt đầu tăng vọt, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm hải, cơ hồ không có chút nào giữ lại. Tiêu Phàm nhìn thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vô tận chi hỏa khí tức triệt để bạo lộ ra, đoán chừng không ít người đều có thể nhận ra hắn thân phận đến. Hồng hộc, đột nhiên, một dải lụa bỗng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Tiêu Phàm nhìn thấy, mở chừng hai mắt, trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay chính là một kiếm lăng không chém đi, đạo kia kiếm mang ở chạm đến Tiêu Phàm kiếm khí thời khắc, ầm vang nổ tung. Đầy trời kiếm khí gào thét hư không, xuyên thủng vô số phệ thiên ma nghĩ. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử đang lạnh lùng theo dõi hắn, quanh thân đáng sợ sát khí lấp lóe. Nguyệt Thiên Huyền, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không nghĩ đến, cái thứ nhất đối với hắn xuất thủ lại là Nguyệt Thiên Huyền. Hắn nhớ kỹ lần trước cùng Nguyệt Thiên Huyền động thủ, căn bản không có bại lộ vô tận chi hỏa a, hắn lại là như thế nào nhận ra bản thân đến đây. Bất quá Tiêu Phàm cũng không đem vấn đề này đặt ở trong lòng, Nguyệt Thiên Huyền tốt xấu cũng là huyền nguyệt cổ vực đệ nhất thiên tài, tương lai vực chủ người thừa kế, có chút thủ đoạn nhận ra bản thân cũng hợp tình hợp lý. Kiếm Hồng Trần, lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Thiên Huyền lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lần trước có vẻ như là ngươi chạy a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng nói, làm sao, lần này ngươi cho rằng có hộ đạo giả, liền có thể lưu lại ta. Mặc dù Tiêu Phàm trên miệng đều là đối Nguyệt Thiên Huyền vẻ khinh thường, nhưng là trong lòng cũng không dám khinh thường. Hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Nguyệt Thiên Huyền hộ đạo giả, hai cái đều là thần vương cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không e ngại, nhưng thần vương cảnh trung kỳ, hắn không phải cho rằng bản thân có thể chiến thắng. Giết ngươi, chỉ bằng ta một cái là được. Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm một quyền giận oanh mà đến. Nguyệt Hoa, phất tay, một đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, toàn bộ hư không hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán không còn, đáng sợ khí thế hướng về bao phủ giữa thiên địa, băng lãnh, xâm nhiên. Nguyệt Hoa chi lực, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn đều không thể không thừa nhận, Nguyệt Thiên Huyền thực lực rất mạnh, lần trước chỉ là kiêng kỵ Lôi Viên Vương lực lượng, lúc này mới rời đi mà thôi. Hiện tại có hai cái hộ đạo giả nhìn chằm chằm tứ phương, hắn tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ. Nhìn xem một quyền kia giận oanh mà tới, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền nghênh đón. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày gảy nhẹ, chỉ thấy cánh tay hắn bị bạch sắc nguyệt hoa đảo qua thời khắc, dĩ nhiên đông kết thành xương lạnh, tựa như toàn bộ cánh tay đều không phải hắn một dạng. Băng chi pháp tắc, Tiêu Phàm nháy mắt lấy lại tinh thần, giờ khắc này, hắn không dám khinh thường Nguyệt Thiên Huyền, hắn không nghĩ đến Nguyệt Thiên Huyền dĩ nhiên cũng chạm tới pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ là chạm đến, nhưng hoàn toàn không phải đồng dạng thần thông có thể phá vỡ, một khi chân chính lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, Nguyệt Thiên Huyền liền có thể đột phá thần vương cảnh. Hô, sau một khắc, Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn hỏa diễm phun trào, một mảnh kim sắc hỏa quang từ cánh tay hắn bên trong xông ra, bao trùm ở hắn trên cánh tay được băng xương nhanh chóng biến mất. Nơi này đồng thời, Nguyệt Thiên Hạo một quyền cũng đã đi tới gần, Tiêu Phàm toàn thân kích động thần lực, áo bào cổ động, một cỗ không thể địch nổi khí thế giống như giang hà bộc phát ra. Oanh, hai người toàn bộ đều mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, toàn bộ thiên khung đều bắt đầu mãnh liệt rung rung, tựa như thủy tinh phá toái đồng dạng, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Động tính to lớn không khỏi hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Khi thấy một người xa lạ dĩ nhiên cùng Nguyệt Thiên Huyền cầm cự được thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn mắt choáng váng. Người nọ là ai, dĩ nhiên chặn lại Nguyệt Thiên Huyền công kích. Có người kinh hô mà ra, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà, ngay sau đó để bọn hắn càng đáng sợ hơn sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân thần lực khuấy động,
nắm đấm phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một tầng kim sắc quang mang, Nguyệt Thiên Huyền cả người bỗng bay ngược mà ra. Trên cánh tay hắn, càng là truyền đến một tiếng vang giòn, máu tươi đột phá mạch máu áp chế, nổ bắn mà ra. Tê Hảo Cường nhục thân, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, một quyền phế bỏ Nguyệt Thiên Huyền cánh tay, này nhục thân lực lượng lại là biết bao đáng sợ. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm nhục thân từ khi đi qua huyết u minh lực lượng tẩy lễ, cũng đã đạt đến xé xác pháp bảo cấp độ, đừng nói Nguyệt Thiên Huyền nhục thân, cho dù thần vương cảnh nhục thân, hắn đều có thể tùy tiện xé mở. Nguyệt Thiên Huyền kéo vươn thẳng cánh tay, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân lực lượng dĩ nhiên như thế đáng sợ. Nguyệt Thiên Huyền, loại cảm giác này có được hay không thụ? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Kiếm hồng trần, Nguyệt Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Kiếm hồng trần, hắn là kiếm hồng trần. Đoàn người nghe được ba chữ này, nháy mắt sôi trào lên, những ngày qua, kiếm hồng trần tên người nào không biết. Người nào không hiểu, đây chính là quân công bảng bài danh đệ nhất cường tuyệt nhân vật A, hơn nữa còn bị vạn la đế vực truy nã, định vì nhân tộc phản đồ. Hắn dĩ nhiên đến nơi này, hơn nữa còn cùng Nguyệt Thiên Huyền giao thủ. Mọi người nguyên bản coi là kiếm hồng trần thực lực cũng liền bình thường mà thôi, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện, bản thân ý nghĩ là cỡ nào khả khả cười. Một quyền đẩy lui Nguyệt Thiên Huyền, này thực lực há lại đồng dạng. Tin đồn lần trước chém giết Thương Vân cổ vực thần vương cường giả những người kia liền là kiếm hồng trần người, hiện tại nhìn đến, 8-9 phần 10 là thật. Lại có người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đang cùng Phệ Thiên Ma nghĩ chém giết trong mây phượng mày kiếm vẩy một cái, một cỗ dữ tợn chi khí từ trên người hắn bộc phát ra, quanh thân cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt, chung quanh Phệ Thiên Ma nghĩ không dám tùy tiện tới gần hắn một dạng. Làm sao, ngươi lại chuẩn bị chạy? Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, biến thành kiếm hồng trần nào đó dạng, hí ngược nhìn xem Nguyệt Thiên Huyền nói. Lực lượng ta xác thực không bằng ngươi, bất quá, ta am hiểu nhất không phải lực lượng, mà là tốc độ. Ta không tin tốc độ cũng không bằng ngươi. Nguyệt Thiên Huyền híp hai mắt, thần lực phun trào thời khắc, cánh tay phải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chẳng qua là làm hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa một đạo hắc sắc lợi mang bỗng hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng chém đi, lợi mang vẽ qua chân trời, hư không đều bị xé ra một đạo lỗ hổng. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm mặc dù nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thiên Huyền, nhưng là không phải là không có phòng bị bốn phía tu sĩ. Dù sao, hắn đắc tội không phải vẻn vẹn chỉ là một cái huyền nguyệt cổ vực, còn có vạn la đế vực, thương vân cổ vực, tử dương cổ vực chờ chút, thậm chí còn có cái kia kiến vương. Chỉ là hắn không nghĩ đến, kiến vương dĩ nhiên thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén hắn. Tiêu Phàm không chần chờ, không chút do dự kích phát không tận chiến huyết, bành trướng thần lực điên cuồng tràn vào nắm đấm, giống như một đầu tỉnh ngủ hùng sư đồng dạng, một quyền nổ tung mà ra. Cái kia kiến vương hình như là thần vương cảnh A, gia hỏa này dĩ nhiên cùng thần vương cảnh kiến vương cứng đối cứng. Đơn giản liền là tự tìm cái chết, cổ thần cảnh lại như thế nào cường đại, há lại thần vương cảnh đối thủ. Mấu chốt là này kiến vương, hình như là thần vương cảnh trung kỳ, cho dù thần vương cảnh tiền kỳ cũng chưa hẳn có thể địch A. Đoàn người một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ bất quá rất nhanh liền biến thành trào phúng cùng vẻ khinh thường. Cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh trung kỳ liều nhục thân, đây không phải tự tìm tử lộ sao? Oanh, ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc, Tiêu Phàm nắm đấm cùng kiến vương đao túc đụng vào nhau, mãnh liệt quyền cương cùng sắc bén đao khí ở hư không rảo sát lấy, tựa như vô số thiểm điện xuyên toa hư không, giúp toàn bộ thiên khung đều xé thành phá thành mảnh nhỏ. Cách nhau khá gần mọi người hoàn toàn bị cỗ lực lượng này tung bay, có người tức thì bị đao khí đánh giết, bị quyền cương nghiền nát. Nơi xa tu sĩ lại là trợn to hai mắt nhìn phía xa, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm nắm đấm, dĩ nhiên cùng kiến vương đao túc rằng co cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Ngăn, chặn lại, có người run rẩy mở miệng, đoàn người cũng chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Một sát na này, toàn trường lạnh ngắt im ắng, huyết sắc nham tương hải phía trên Tiêu Phàm cùng kiến vương, dường như trở thành vĩnh hằng. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử. Tà mà không mất đạo đức. Cũng khó trách đám người khiếp sợ như vậy, kiến vương đao túc, đây chính là liền thần vương cảnh đều có thể tùy tiện chém giết a,
bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh nắm đấm chặn lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm bằng vào nhục thân, liền có thể ngạnh kháng thần vương cảnh công kích, này nhục thân, cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thể tu tu đến cực hạn, đoàn người âm thầm kinh ngạc nói. Thể tu cùng thần tu, đều có tài năng, thần tu giết người vô hình, mà thể tu tu đến cực hạn, có thể lấy tự thân làm binh khí, dị thường đáng sợ. Lúc này, Kiến Vương đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng, đao túc bỗng nhiên chém xuống, Tiêu Phàm cả người bay ngược mà ra, trùng điệp đánh tới hướng Nham Tương Hải. Nguyệt Thiên Huyền cùng vừa mới chạy tới Vân Trung Phượng nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cười lạnh. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm lần nữa từ Nham Tương Hải bên trong sông ra, quanh thân vô tận chi hỏa đốt cháy, lạnh lùng nhìn xem phía trên Kiến Vương, thần vương cảnh, có vẻ như cũng bất quá như thế. Mặc dù bị Kiến Vương đánh bay, nhưng Tiêu Phàm nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả da rẻ đều không có phá vỡ mảy may. Trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến bản thân nhục thân đi qua huyết u minh lực lượng tẩy lễ sau, dĩ nhiên đã cường đại đến như thế đáng sợ hoàn cảnh. Kiếm Hồng Trần, đệ đệ ta bởi vì ngươi mà chết, nên giết. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Vân Trung Phượng từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ở trong tay hắn nắm lấy một chuôi huyết sắc trường kiếm, chán phóng cuồn cuộn hỏa diễm, khí thế kinh người. Hắn vốn là nhân tộc phản đồ, tự nhiên đáng chết. Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh không thôi. Vân Trung Phượng đệ đệ Vân Nhất Tịch vô cùng có khả năng bởi vì Tiêu Phàm mà chết, đệ đệ của hắn Nguyệt Thiên Hạo cũng đồng dạng như thế, hiện tại khó được có người liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhân tộc phản đồ, xác thực nên giết, bị Vạn La Đế vực truy nã, Kiếm Hồng Trần đoán chừng không phải là cái gì hảo điều, chết cũng đáng đời. Hắn cố nhiên có thể ngăn trở cái kia dị ma một kích, nhưng bây giờ, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng hai người liên thủ, giết hắn lại là dễ như trở bàn tay. Những người khác nghị luận nhau nhau, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, đối với nhân tộc phản đồ, bọn họ thế nhưng là phát ra từ nội tâm chán ghét cùng cừu hận. Nhân tộc phản đồ, Tiêu Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt hiện ra huyết sắc quang mang, nói tốt một cái nhân tộc phản đồ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cho dù ngươi nói lại nhiều, nhân tộc phản đồ tội danh, ngươi rửa không thoát được. Nguyệt Thiên Huyền đạm mạc nói, hắn hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, ngươi giết dị ma nhưng có ta nhiều. Tiêu Phàm khinh thường nói. Nguyệt Thiên Huyền ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm thế nhưng là quân công bảng bài danh đệ nhất, hắn vẻn vẹn bài danh đệ lục, giết dị ma tự nhiên không có Tiêu Phàm nhiều. Hiện tại giết dị ma nhiều ngược lại là nhân tộc phản đồ, vậy hắn cái này bài danh đệ lục, chẳng phải là càng thêm là nhân tộc phản đồ. Bốn phía tu sĩ cũng là trầm mặc không nói, mặc kệ như thế nào, Tiêu Phàm công tích không phải giả. Đây cũng là bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân một trong, tại sao Tiêu Phàm giết biết bao nhiêu dị ma, ngược lại trở thành nhân tộc phản đồ đây. Nghe được Tiêu Phàm lời này, những cái kia châm chọc Tiêu Phàm người, cũng toàn bộ đều đóng chặt miệng. Có ít người thậm chí cảm giác nóng bỏng đau. Ngươi gian lận mà thôi, có lẽ là dị ma cố ý để ngươi giết, sau đó tiềm phục ở ta nhân tộc cũng nói không chừng, Vạn La Đế vực trưởng lão là sẽ không tính sai. Nguyệt Thiên Huyền nửa ngày mới tìm tới một cái lý do. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, vậy ta vừa mới đang cùng dị ma chiến đấu thời điểm, ngươi lại đang làm cái gì, chuẩn bị giết ta sao? Ngươi hành vi lại cùng dị ma có khác biệt gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ lạnh ngắt im ắng, đúng vậy a, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Kiến Vương chiến đấu. Mà Nguyệt Thiên Hạo cùng Vân Trung Phượng chẳng những không có xuất thủ, ngược lại muốn giết Tiêu Phàm báo thù, bọn họ hành vi, mới càng giống nhân tộc phản đồ. Kiếm Hồng Trần, người không cần cùng dị ma đóng kịch, phản đồ liền là phản đồ, nói lại nhiều đều không hữu dụng. Lần này mở miệng là Vân Trung Phượng. Nguyệt Thiên Huyền nghe vậy. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, cười lạnh nói, tốt một cái Kiếm Hồng Trần, quả nhiên là nhân tộc phản đồ, chúng ta kém chút bị ngươi lừa. Nguyên lai như thế, cái kia dị ma thần vương cảnh cường giả là cùng hắn đang diễn kịch, ta liền nói, Kiếm Hồng Trần tuy mạnh, nhưng là không phải có thể ngăn cản thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Nói nhiều như vậy làm cái gì, cũng không nhìn hắn giết bao nhiêu người, Vạn La Đế vực,
Thương Vân cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực, đều có người chết ở trong tay hắn, không phải nhân tộc phản đồ, lại có thể làm ra dạng này sự tình đến. Không chỉ như thế, Đế Huyết Thành cũng bởi vì hắn chết mấy vạn người, hơn nữa có vẻ như liền là hắn liên thủ này kiến vương, hai người bọn họ căn bản chính là một đám. Bốn phía tu sĩ cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, một mặt chán ghét ác nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, thậm chí nhìn về phía Phệ Thiên Ma nghĩ đều không có như thế cửu hận. Kiếm Hồng Trần, đáng chém. Cũng liền ở lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là quân công bảng xếp hạng đệ thập luôn luôn Nam Phong mở miệng. Kiếm Hồng Trần, đáng chém. Tử Dương Kinh Hồng cũng đồng thời tiến lên, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, đáng chém. Đáng chém người bốn phía nhóm toàn bộ đều hống lớn, giờ khắc này, đầy trời Phệ Thiên Ma nghĩ cũng không có tiếp tục đối nhân tộc tu sĩ xuất thủ, chỉ có cái kia Trấn Thiên Nộ uống tiếng vang triệt vân tiêu. Người ở đây thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn người, mỗi người trên thân đều sinh ra một cỗ cường đại oán niệm, giờ phút này toàn bộ đều tập trung ở Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm cố nhiên rất mạnh, nhưng như thế nào tiếp nhận được mấy ngàn cổ thần cảnh cường giả oán niệm, chỉ cảm giác sắc mặt co quắp một trận, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lão Tam, công tử, lúc này, nơi xa Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, kém chút liền muốn lao đến. Bất quá không đợi mấy người động thủ, bọn họ liền bị Tiêu Phàm hét lại, đều không được qua đây, thừa cơ rời đi nơi đây, bọn họ không làm gì được ta. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không phải lo lắng Tiêu Phàm đi không nổi, mà là lo lắng Tiêu Phàm đạo tâm bất ổn, lưu lại tâm ma. Dù sao, hơn ngàn cổ thần cảnh nhân tộc tu sĩ oán niệm, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Kiếm Hồng Trần, người ta hợp tác sự tình, nếu như đã bị bọn họ biết, vậy cũng không cần giả bộ nữa. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói kiến vương cũng đột nhiên mở miệng nói. Cái này nhân tộc tu sĩ cho hắn một loại bất an cảm giác, hiện tại có cơ hội giết hắn, kiến vương tự nhiên sẽ không chần chờ. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, xem ở đều là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội, tự sát a. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng, hướng Nam Phong đám người hộ đạo giả nhao nhao tiến lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, sợ hắn chạy mất một dạng. Về phần Huyết Hải tinh thần, lại vẫn ở chỗ cũ bị đầy trời Phệ Thiên Ma nghĩ từng bước xâm chiếm. Chỉ là bọn họ đều không quan tâm, bọn họ trong lòng hiện tại chỉ muốn diệt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên thật có thế gian đều là địch một ngày, những cái này luôn mồm xưng bản thân là nhân tộc phản đồ người, bây giờ lại bỏ mặc dị ma, trái lại đối phó bản thân. Bọn họ hành vi, mới là chân chính nhân tộc phản đồ. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm thấy mình là cỡ nào buồn cười, trước kia còn nghĩ có thể không giết, cũng không cần giết. Nhưng là, cái thế giới này liền là như thế tàn khốc, người không giết người, có người muốn giết ngươi, hiện tại hắn liền lâm vào dạng này bước đi liên tục khó khăn thế cục. Nhìn thấy Tiêu Phàm thảm tiếng cười, đại bộ phận người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ngược lại là thần vô tâm, lại là nhíu mày, cũng không có tham dự trong đó. Tự sát, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem đối diện nhân đạo, các người đám này rác rưởi. Còn không có để cho ta tự sát tư cách. Ngươi thật muốn thế gian đều là địch, muôn người mắng mỏ hay sao? Nguyệt Thiên Huyền cười lạnh nói, nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh táo lại, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Thế gian đều là địch lại như thế nào, muôn người mắng mỏ thì sao? Tiêu Phàm sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thật có một ngày như vậy, ta vẫn như cũ tiếu ngạo hồng trần. Thế gian đều là địch lại như thế nào, muôn người mắng mỏ thì sao? Nếu thật có một ngày như vậy, ta vẫn như cũ tiếu ngạo hồng trần. Tiêu Phàm lời nói giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn ở trong hư không, vang vọng ở mỗi một cái người bên tai. Đoàn người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ người nào đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm bị muôn người mắng mỏ, oán niệm ra thân, vậy mà còn có thể tỉnh táo lại. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đều không cần bọn họ động thủ, cũng đã bị bọn họ bức điên. Nhưng Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, trên đời đều thù địch hắn tới nói, căn bản không tính cái gì. Ban đầu ở chiến hồn đại lục thời điểm,
hắn sao lại không phải thế gian đều là địch đây? Đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, không biết tại sao, cảm giác hắn khí chất phát sinh một chút biến hóa, về phần cái gì biến hóa, lại không thể nói đến. Không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng, tự giễu cười một tiếng, trong lòng lại bổ sung một câu nói, từ nay về sau, ta chỉ vì bản thân người mà sống. Không phải ta không vì nhân tộc, mà là nhân tộc ở vứt bỏ ta. Bình thản lời nói, dường như hàm chứa vô tận tang thương, nghe được câu nói này, đoàn người không biết tại sao, chỉ cảm giác mũi có chút mỏi như. Kiếm Hồng Trần nói ra câu nói này, là bị bước đến cái tình trạng gì a? Rất nhiều người trong lòng đang nghĩ, nếu như Kiếm Hồng Trần không phải nhân tộc phản đồ, lấy hắn quân công bảng phía trên công tích, bọn họ ngỗ nghịch đối phương, có thể đều trở thành nhân tộc phản đồ. Trong lúc nhất thời, bốn phía tu sĩ trầm mặc không nói, luôn cảm giác mất đi một vật. Kiếm Hồng Trần, vô luận ngươi nói là cỡ nào êm tai, nhân tộc phản đồ tội danh, ngươi vĩnh viễn cũng cọ rửa không được. Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy tình hình không đúng, vội vàng mở miệng nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm giải thích, đưa tay vung lên nói, giết hắn. Giết hắn, giết, Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, Tử Dương Kinh Hồng cũng nhao nhao mở miệng, Tiêu Phàm cho bọn hắn một loại cực kỳ bất an cảm giác, lần này có thể giết hắn tốt nhất. Nếu là bỏ qua hôm nay cơ hội, về sau muốn giết hắn, khả năng liền càng thêm khó khăn. Một thoáng thời gian, bát đại thần vương cường giả bỗng nhiên xuất thủ, trong đó còn có bốn cái thần vương cảnh trung kỳ. Dạng này đội hình, dị thường đáng sợ. Liền là thần vương cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng không phải bọn họ đối thủ, huống chi Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh đỉnh phong đây. Kiến Vương đứng ở đằng xa, không có động thủ ý tứ, nó hiện tại chỉ muốn để nó tộc nhân nuốt huyết hải tinh thần, về phần Tiêu Phàm, không cần hắn động thủ, cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mọi người ở đế huyết nhai chờ ta, Tiêu Phàm cho tiềm phục ở âm thầm Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lưu lại một câu. Sau đó bỗng nhiên mở ra bàn tay, một cái quang cầu bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Trường Trung Thiên Địa, mở, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát như sấm, lòng bàn tay quang cầu đột nhiên nở rộ mà ra, cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, huyết sắc nham tương hải cuốn lên ngàn tầng nham tương hải sóng. Cái kia tám cái phóng tới hắn thần vương cường giả, nhìn thấy một màn này, lại là một mặt khinh thường, ngược lại là Nguyệt Thiên Huyền bọn họ. Cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, nhanh chóng thối lui. Trong lúc hô hấp, bát đại thần vương cảnh cường giả bỗng nhiên bị quang cầu nuốt sống đi vào, tám người đồng thời xuất thủ, há lại sẽ bị một cái cổ thần cảnh thủ đoạn dọa lùi đây. Chỉ là, làm bọn họ xông vào quang cầu bên trong một sát na kia, trong lòng liền hối hận. Nơi này là chỗ nào? Ta làm sao cảm giác ta lực lượng đang yếu đi? Ta cũng vậy, bát đại thần vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Mấy người cảm giác mình hãm thân đối một mảnh vô ngần hư không, có một cỗ quỷ dị lực lượng đang rút ra bọn họ thần lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía có vô tận tinh thần lập lòe quang mang, từng đạo pháp tắc thần liên mãnh liệt mà ra, hướng về bát đại thần vương cảnh nộ xạ mà đến. Cái này là cái quang cầu kia bên trong. Trong đó một cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, Kiếm Hồng Trần thực lực không có mạnh như vậy, trước đó thời gian hắn giết chết lão hắc thời điểm, hay là cùng những người khác liên thủ. Lại một cá nhân kêu lên. Người này không phải kẻ khác, chính là Vân Nhất Tịch hộ đạo giả Hôi Bào lão giả, lần trước bị Tiêu Phàm thần thông chọc gây thương tích, bây giờ nhìn qua già nua vô cùng, tựa như một chân cũng đã bước vào trong đất. Cũng khó trách Hôi Bào lão giả khiếp sợ như vậy, lần trước cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Mới một tháng không đến mà thôi, hắn dĩ nhiên biến mạnh như vậy. Đừng nói nhiều, nhanh phá vỡ cái này quang cầu. Cứ tiếp như thế, chúng ta đều phải chết ở nơi này không thể. Lại một cái trung niên đại hán gầm thét. Bọn họ thể nội thần lực sói mòn tăng tốc, lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt, đoán chừng không cần bao lâu, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Nếu như bọn họ những người này nếu là chết ở một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, dù là chết rồi, đoán chừng đều sẽ trở thành thiên đại cười nhạo. Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Lúc này, hư không bên trong một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, thanh âm dường như đến từ xa xôi thiên khung, phiêu miểu xâm nhiên. Kiếm Hồng Trần, nghe được thanh âm kia, hô
Hôi bào lão giả không khỏi dùng mình một cái. Phốc, lời mới vừa ra khỏi miệng, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên từ hôi bào lão giả trên người lóe qua, ngay sau đó, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, hôi bào lão giả thân thể trực tiếp bị một phân thành hai. Ngay sau đó, hắn thể nội tóe bắn ra từng đạo lưu quang, cái kia lại là pháp tắc thần liên, vẻn vẹn trong nháy mắt, pháp tắc thần liên liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần hôi bào lão giả, lại là phiêu phù ở hư không, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, cái khác thất đại thần vương cường giả kinh hãi không thôi, hôi bào lão giả thế nhưng là thần vương cảnh A, dĩ nhiên như vậy thì bị giết. Mặt khác còn có ba người thực lực không thể so với hôi bào lão giả mạnh đi nơi nào, hôi bào lão giả cũng đã chết rồi, có phải hay không tiếp xuống liền đến phiên bọn họ. Ầm ầm, làm đám người hoang mang thời khắc, thiên địa bốn phía tinh thần động, hóa thành đầy trời thiên thạch, mang theo một cỗ diệt thế chi uy, hung hăng hướng về bảy người đập tới. Trốn, trong đó một cái thần vương cảnh tiền kỳ cường giả sợ hãi hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặt khác hai cái thần vương cảnh cường giả nghe đến tiếng gầm thét, chỗ nào còn có phản kháng dũng khí. Không muốn tách ra, hắn chỉ là cổ thần cảnh mà thôi, muốn giết thần vương, chỉ bất quá người xin nói mộng. Trung niên đại hán phẫn nộ quát, có thể ba người kia chỗ nào nghe hắn sai xử, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mấy tức sau đó, chân trời liền truyền đến mấy tiếng kêu thảm, dọa đến còn lại tứ đại thần vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Tam đại thần vương, như thế liền chết, nhất định là đang nằm mơ, đây không phải thật, một cái hắc bào bà lão hoảng sợ nói. Nhưng mà rất nhanh, sự thật nói cho bọn hắn, đây không phải đang nằm mơ, cái kia đầy trời tinh thần chấn bọn họ không ngừng ho ra máu, nhưng còn xa xa không tới giết chết bọn họ cấp độ. Vô tận tinh vực, Tiêu Phàm một mặt hờ hững nhìn phía xa một màn, cái kia trung niên đại hán nói không sai. Bọn họ nếu là trước tiên liên thủ phá vỡ phiến này thiên địa, có lẽ đã sớm trốn. Đáng tiếc, bọn họ bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội, này trưởng trung thiên địa, thế nhưng là hàm chứa 8 loại pháp tắc lực lượng, theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn họ lực lượng bị áp chế liền sẽ càng thêm lợi hại. Trưởng trung thiên địa nhìn qua chỉ là một cái quang cầu, lại là hàm chứa một cái rộng lớn thế giới, ở nơi này thế giới bên trong, Tiêu Phàm là tuyệt đối chúa tể. Đối phó mấy cái thần vương cảnh tiền kỳ, vẫn là dư xài. Chỉ là, muốn giết chết còn lại 4 cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả, đoán chừng liền 10 phần khó khăn, giờ phút này hắn sắc mặt có chút trắng bệch, dường như khó có thể tiếp tục điều khiển một thức này thần thông một dạng. Bất quá hắn vẫn ở chỗ cố cắn răng kiên trì, coi như giết không chết tứ đại thần vương cảnh trung kỳ, cũng phải cho bọn hắn lưu lại một cái vĩnh viễn hồi ức. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận. Lấy được tinh thần thiên địa hoàn chỉnh huyết mạch chi lực sau, thức tỉnh một thức này trưởng trung thiên địa thần thông, quá cường hãn. Thần vương cảnh tiền kỳ ở bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vạn thiên tinh thần, cho ta chuyển, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Trưởng trung thiên địa, cho ta chuyển, mặc dù Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đầy trời tinh thần toàn bộ bắt đầu xoay tròn, sinh ra một cỗ đáng sợ gió lốc. Quét ngang tinh không, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành kiếp cho. Cỗ này to lớn gió lốc, điên cuồng hướng về cái kia tứ đại thần vương trung kỳ cường giả nghiền ép mà đi, tựa như thật điều động toàn bộ tinh không lực lượng một dạng. Trong hư vô, cuồng phong nộ khiếu, kêu rên, tựa như thiên địa đang sụp đổ, càn khôn ở đoạn diệt, một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng. Tứ đại thần vương cảnh trung kỳ, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lực lượng bị rút ra. Cũng đã vô hạn tiếp cận thần vương cảnh tiền kỳ. Một khi tu vi rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, chờ đợi bọn họ chỉ có một cái khả năng, kia chính là tử vong. Nhanh, đồng tâm hiệp lực, công kích một cái địa phương, cái thế giới này rất quỷ dị, nhưng chúng ta 4 người hợp lực, nhất định có thể đánh nát hắn. Cái kia nam tử trung niên sốt ruột giống giận. Bị một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bức bách đến loại này cấp độ, còn là lần thứ nhất. Nhiều năm như vậy đến nay, bọn họ cũng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức, nếu là thật sự chết ở một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, về sau bọn họ cũng tất sẽ thành nhân tộc cười nhạo. Tốt, ba người khác chỗ nào còn dám chần chờ, nhao nhao xuất thủ, hướng về hắc ám hư không thi triển ra mạnh nhất một kích. Chỉ thấy vô số quang hoa ở hư không nở rộ, pháp tắc thần liên gào thét, 4 người cuồng bạo lực lượng,
toàn bộ đều ngưng tụ ở một điểm bên trên. Thần vương cảnh vốn là nắm giữ tùy tiện phá nát hư không năng lực, bây giờ bốn người công kích, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Âm vang một tiếng, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn liệt phùng, xuyên thấu qua liệt phùng, bốn người thấy được một mảnh huyết sắc nham tương hải, trong mắt tức khắc chán phóng kích động quang mang. Trường trung thiên địa, mặc dù hàm chứa 8 loại pháp tắc chi lực, nhưng dù sao không phải là chân chính thiên địa, chỗ nào chịu được tứ đại thần vương trung kỳ cường giả công kích đây. Hơn nữa liền xem như chân chính thiên địa, bốn người muốn phá vỡ cũng là dễ như trở bàn tay, nếu như không phải Tiêu Phàm toàn lực thao túng, có lẽ đã sớm kiên trì không được bao lâu. Không có mảy may do dự, bốn người nhanh chóng hướng về hư vô liệt phùng gào thét mà đi. Bảo, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát như sấm, bốn phía tinh thần bỗng cùng nhau nổ tung, kinh khủng lực trùng kích chôn vùi tất cả, bốn người còn không có tới gần hư vô liệt phùng. Liền bị cỗ kia cường hoành lực lượng cho nổ bay đi ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Tiếp tục xuất thủ, nam tử trung niên gầm thét, vừa mới một kích hắn cũng đã thấy được một tia hy vọng, vô luận như thế nào, nhất định phải chạy trốn. Mở cho ta, bốn người lần nữa gầm thét, hướng về cái kia sắp khép kín hư vô liệt phùng công kích, ngăn ở bọn hắn trước người cái kia vô tận tinh thần toàn bộ nổ tung. Không tốt, ta lực lượng rớt xuống. Đột nhiên. Trong đó một cái bà lão cả kinh kêu lên, từ thần vương cảnh trung kỳ rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, nàng rất rõ ràng bản thân tiếp xuống kết cục là cái gì. Ta lực lượng cũng chỉ có thần vương cảnh tiền kỳ, lại một cái lão giả kinh hãi lên tiếng. Trước đó bốn cái thần vương cảnh tiền kỳ, thế nhưng là tùy tiện liền bị mạt sát a, hiện tại bọn hắn rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, muốn sống sót, quá khó khăn. Nhanh, cùng một chỗ công kích. Nam tử trung niên cũng gấp gáp, hắn lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, nếu như còn không phá vỡ này đáng chết thiên địa, qua một lúc tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đấu chuyển tinh di, cũng liền ở bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là hắn thanh âm có chút mỏi mệt, tựa như tùy thời đều không kiên trì được. Trường trung thiên địa tuy mạnh, nhưng vây khốn thế nhưng là bát đại thần vương, trong đó còn có tứ đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Cho dù Tiêu Phàm rộng lớn thần lực cũng chống đỡ không nổi. Nếu là đột phá thần vương cảnh, Tiêu Phàm ngược lại là có thể tùy tiện gạt bỏ những người này. Theo lấy Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, bốn phía tinh thần một trận biến hóa, không gian cũng biến vặn vẹo, còn không có bọn bốn người xuất thủ, bọn họ đột nhiên phát hiện, bản thân bên người ba người khác không thấy bóng dáng. Cứu ta, không muốn, lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hai người bị tinh thần nghiền sát. Thần vương thần cách cùng pháp tắc chi lực bị một cỗ không hiểu lực lượng mang đi. Nam tử trung niên cùng một cái khác lão giả rốt cục luống cuống, hiện tại, bát đại thần vương dĩ nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ, phải biết, bọn họ trước đó đánh với huyết hải tinh thần, cũng không có như thế thảm liệt a. Bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh tu sĩ giết chật vật như thế cùng thê thảm, nói ra kẻ khác không tin, nhưng tất cả những thứ này đều ở chân thực phát sinh. Ta lực lượng. Mấy tức sau đó, nam tử trung niên đột nhiên con ngươi co rụt lại, sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn chỉ cảm giác hắn tu vi cũng đã rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, hơn nữa loại kia quái dị lực lượng vẫn ở chỗ cũ rút ra hắn thần lực. Ta không thể chết, nam tử trung niên gầm thét, hai mắt đỏ bừng, không chút do dự thiêu đốt lên huyết khí, tu vi lần nữa ép về phía thần vương cảnh trung kỳ. Có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, một sát na kia. Đầy trời tinh thần từ tứ phía bát phương oanh sát mà tới, kịch liệt đụng vào nhau, hắn vừa vặn ở vào bạo tạc chính giữa. Mỗi một khỏa tinh thần đều tương đương với một cái thế giới, nguyên một đám thế giới bạo tạc, sinh ra đáng sợ lực lượng, cho dù hắn cũng ngăn cản không nổi. Không nam tử trung niên gào thét, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, hắn máu me khắp người, vừa mới thiêu đốt huyết khí, cũng bị cỗ kia lực lượng đánh tan. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Bản thân lại có một ngày sẽ chết ở một cái cổ thần cảnh tu sĩ trong tay. Mà ở lúc này, nơi xa hư không bên trong lại truyền tới một tiếng quát to âm thanh, lại là cái kia thần vương cảnh trung kỳ lão giả, cũng bị mạt sát. Bát đại thần vương, ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, liền chỉ còn lại hắn một người đau khổ trèo trống, hơn nữa có vẻ như cũng trèo trống không được bao lâu. Giờ khắc này, nam tử trung niên sợ hãi, chỉ là càng sợ hãi. Hắn lực lượng lại càng thi triển không ra. Rốt cục,
nam tử trung niên ở trong tuyệt vọng đổ xuống tới, pháp tắc chi lực bị rút ra, nhục thân cùng linh hồn bị tinh thần ma diệt, cái gì đều không lưu lại. Trước khi chết một khắc kia, trong lòng hắn duy nhất ý nghĩ, liền là kiếp sau làm người, nhất định không thể xem thường cổ thần cảnh. Ngoại giới, huyết sắc nham tương hải, đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm thần thông đem bát đại thần vương cường giả vây quanh, toàn bộ đều lộ ra vẻ cười lạnh. Buồn cười kiếm hồng trần, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ hay sao, đây chính là bát đại thần vương, hắn thần thông lại thế nào vây được tám vị tiền bối. Có ít người liền là tự cho là đúng, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, người như vậy, chết cũng đáng đời. Bất quá thật đúng là đừng nói, hắn có thể đủ ở bát đại thần vương công kích đến kiên trì lâu như vậy, cũng đã mười phần khó được. Người bốn phía nhóm nghị luận, không có một cái xem trọng Tiêu Phàm, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm, đột nhiên, cái kia to lớn quang cầu nháy mắt nổ tung, một đạo trắng bệch thân ảnh ngã xuống, làm đoàn người thấy rõ ràng người kia thời khắc, tất cả mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bát đại thần vương đây, có người kinh hô lên tiếng, con người bốn phía tìm kiếm bát đại thần vương cường giả bóng dáng. Nhưng mà, bát đại thần vương tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, cũng không còn xuất hiện. Hắn sẽ không giết chết bát đại thần vương a. Làm sao có thể, đoàn người hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê. Đây chính là bát đại thần vương cường giả a, làm sao có thể bị một cái cổ thần cảnh tu sĩ giết chết. Phải biết, bát đại thần vương, có thể còn có tứ đại thần vương trung kỳ cường giả a. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh phía trên. Cái kia gầy gò thân ảnh, ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong biến vô cùng vĩ ngạn lên, cao không thể leo tới, xa không thể chạm. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn con ngươi lại là thâm thúy mà lại đen kịt, hiện ra lăng lệ thí huyết ánh sáng. Một màn này, ở đây người cùng dị ma, ai cũng không cách nào quên. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đám người con ngươi kịch liệt run rẩy. Bọn họ đều là các đại cổ vực tuyệt thế thiên kiêu, tự nhận là không sợ thiên hạ, nhưng giờ phút này, bọn họ còn là lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Chí ít, đổi lại là bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng giết chết bát đại thần vương. Nhưng Tiêu Phàm lại làm được, này chú định trở thành một cái truyền thuyết. Dù là Tiêu Phàm giờ phút này lung lay sắp đổ, nhưng là không có bất luận kẻ nào dám tới gần, càng đừng nói tiếp tục xuất thủ. Giết Tiêu Phàm. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, bằng vào bọn họ những người này, đoán chừng liền Tiêu Phàm ra lông đều không đụng tới. Các ngươi không phải muốn giết ta à, còn thất thần làm cái gì? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tay phải dẫn theo tu la kiếm, cười lạnh nhìn xem toàn trường tu sĩ. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn trường, đoàn người chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê, rất nhiều người thân thể không tự giác hướng về hậu phương thối lui. Cho dù Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng đám người, cũng không nhịn được có chút phát run. Trong lúc nhất thời, không một người dám tiến lên, Tiêu Phàm một người, liền ép ở đây mấy ngàn người không thở nổi. Lan, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, hắn không có tiếp tục động thủ, cũng không có đầy đủ thực lực động thủ. Vừa mới gạt bỏ bát đại thần vương, đã là hắn cực hạn, nếu như không phải trưởng trung thiên địa đáng sợ, hắn cũng không có khả năng làm được một bước này. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đám người mí mắt một trận cuồng loạn, cứ như vậy rời đi, bọn họ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Có thể nếu là không rời đi, người nào biết rõ Tiêu Phàm có thể hay không đại khai sát giới. Nhưng các ngươi lăn, không nghe được sao. Đột nhiên, lại một đạo gầm thét vang lên, chỉ thấy một cái bàn tử đạp không mà tới, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Muốn động thủ, chúng ta phụng bồi. Lại có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía gào thét mà tới, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, trong lòng có chút ấm áp, hắn nhường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, có thể không nghĩ đến, bọn họ căn bản là không có đi, mà là một mực tiềm phục ở âm thầm. Bạch Ma, Lôi Viên Vương, Quân Nhược Hoan ba người cũng đồng thời xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem toàn trường. Mỗi người trên thân phát ra khí tức đều vô cùng cường đại. Nhất là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương, hai người khí thế, ép đại bộ phận người không thở nổi. Kiếm Hồng Trần, lần sau lại giết ngươi. Nguyệt Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào,
không cam lòng rời đi. Hy vọng đế huyết nhai có thể gặp được ngươi, đến lúc đó nhất định chém ngươi. Vân Trung Phượng cũng bỗng nhiên đạp không mà lên, biến mất ở trên nham tương hải. Đối với hai người mà nói, Tiêu Phàm tự nhiên là cực kỳ khinh thường, nếu như hai người có giết chết hắn có thể lực, hiện tại cũng liền sẽ không rời đi, há lại sẽ chờ lần sau cơ hội. Nếu như nói bọn họ còn có cơ hội, vậy liền chỉ có thể tìm những cái kia thần vương cảnh hộ đạo giả. Nhưng Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, về sau gặp gỡ những cái kia thần vương cảnh, hắn khẳng định trốn tránh. Đối phó 8 cái thần vương, đã là hắn cực hạn, hơn nữa còn là bởi vì vận khí thành phần, đến đế huyết nhai, thần vương cảnh cường giả chỉ có thể càng nhiều, vậy liền không phải hắn có thể địch. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đều rời đi, hướng Nam Phong cùng Tử Dương Kinh Hồng chỗ nào còn dám dừng lại, bọn họ hộ đạo giả đều chết rồi, bằng vào bọn họ, không có khả năng là Tiêu Phàm một phương đối thủ. Mấy tức sau đó, huyết sắc nham tương hải, ngoại trừ Tiêu Phàm một nhóm, lại không cái khác nhân tộc. Cho dù là nham tương hải bên bờ, cũng chỉ có số ít người chưa từng rời đi, đại bộ phận người đều tiềm phục đến âm thầm. Tiêu Phàm không có quan tâm bọn họ, lạnh lẽo con ngươi đột nhiên nhìn về phía nơi xa Kiến Vương nói, nhiệt xúc, hiện tại tới phiên ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm giơ lên trong tay Tu La Kiếm, Lôi Viên Vương, Bạch Ma, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bốn người không chút do dự xông tới. Kiến Vương con ngươi khẽ run lên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sợ hãi, chẳng qua là làm hắn nhìn thấy cái kia huyết hải tinh thần lúc, con ngươi lại khôi phục kiên định. Đám tiểu nhân, diệt bọn họ, Kiến Vương hét lớn một tiếng, liền đón lấy đánh tới Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma. Lần trước nó độc chiến hai người, mặc dù không có giết chết Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma, nhưng là không rơi xuống hạ phong, muốn giết chết nó là không có khả năng. Thậm chí, nó hiện tại cảm thấy Tiêu Phàm mới là nguy hiểm nhất cái kia. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, một người một kích, nộ sát tứ phương, về phần hắn đầu vai hư vô u hỏa, liền đã sớm tiềm nhập huyết sắc nham tương hải, vụng trộm luyện hóa huyết hải tinh thần hỏa diễm lực lượng. Quân Nhược Hoan chân đạp oanh thiên chiến xa, đại sát tứ phương, thanh sắc quang mang đi qua, phệ thiên ma nghĩ đầu nhao nhao nổ tung, hóa thành hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn cực lực thôi động bạch sắc thạch đầu lực lượng khôi phục thân thể, đồng thời hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng luyện hóa vừa mới lấy được bát đại thần vương cảnh pháp tắc chi lực. Đồng thời còn từ bát đại thần vương trong càn khôn giới, tìm được một chút pháp tắc toái phiến. Hắc sắc vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, cũng đã biến thành củ lạc lớn nhỏ, Tiêu Phàm không biết hắc sắc vòng xoáy cực hạn ở nơi đó, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân lực lượng có vẻ như lại mạnh lên. Hơn nữa, hắn tiếp xúc cùng pháp tắc chi lực, lại nhiều ba loại, một loại băng chi pháp tắc, một loại thổ thuộc tính pháp tắc, còn có một loại lôi điện pháp tắc. Chỉ là cái này ba loại pháp tắc, muốn dung nhập trưởng trung thiên địa, còn cần một đoạn thời gian. Khi đó, Tiêu Phàm tin tưởng, bản thân trưởng trung thiên địa, lực lượng tất nhiên lại sẽ cường đại không ít. Huyết sắc nham tương hải, liên miên phệ thiên ma nghĩ thi thể rơi xuống phía dưới, sau đó bị huyết sắc hỏa diễm đốt thành kiếp cho. Theo lấy thời gian đưa đẩy, phệ thiên ma nghĩ cũng rốt cục sợ hãi, Kiến Vương càng là thời khắc đề phòng Tiêu Phàm xuất thủ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới nó. Hắn ánh mắt rơi ở huyết sắc nham tương hải phía trên huyết hải tinh thần phía trên. Huyết hải tinh thần hỏa diễm bị vô số phệ thiên ma nghĩ thôn phệ sau đó, khí tức rõ ràng trở nên yếu đi không ít, từ bắt đầu mấy trăm trượng, biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Cứ tiếp như thế, huyết hải tinh thần chỉ có bị thôn phệ kết cục. Thần phục ta, liền cứu ngươi rời đi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới huyết hải tinh thần nói. Liền chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa đều có linh trí, Tiêu Phàm không tin, đường đường chuẩn đại đế cấp huyết hải tinh thần không có sinh ra linh trí. Nằm mơ, nhỏ bé nhân tộc run rế, huyết hải tinh thần truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm. Vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi liền chờ lấy bị thôn phệ a. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không có những cái này phệ thiên ma nghĩ, hắn có lẽ còn không có cùng huyết hải tinh thần đàm phán tư cách. Nhưng là hiện tại, huyết hải tinh thần gặp được phệ thiên ma nghĩ này khắc tinh, cũng đã tự thân khó bảo toàn. Hiện tại nó lực lượng liền đã rơi vào thần hỏa hậu kỳ, cứ tiếp như thế, cuối cùng chỉ có thể biến mất ở thế gian.
Bất quá Tiêu Phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần huyết hải tinh thần rơi vào thần hỏa trung kỳ, hắn liền sẽ không e ngại, có chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa ở, huyết hải tinh thần tuyệt đối trốn không thoát. Tiêu Phàm không có cơ hồ để ý tới, mà là nhàn nhạt nhìn xem huyết hải tinh thần bị thôn phệ, huyết hải tinh thần không ngừng sôi trào, phát ra từng tiếng gào rít giận dữ. Nó hỏa diễm, đang nhanh chóng bị chí tôn phần thiên viêm, hư vô u hỏa cùng vô số phệ thiên ma nghĩ thôn phệ, đoán chừng không cần bao lâu, nó liền triệt để xong đời. Nhân tộc, ta nguyện ý thần phục ngươi. Huyết hải tinh thần thống khổ kêu to, cái gì đế hỏa tôn nghiêm, ở tử vong trước mặt, hoàn toàn bị hắn quên hết đi. Trong bóng tối đám người nghe được lời này, toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, đây chính là đế hỏa A, tương lai có thể so với đại đế cấp bậc hỏa tộc, lại muốn thần phục một cái nhân tộc. Cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói đáng tiếc, người không có chân quý. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Đây là biến tướng cự tuyệt huyết hải tinh thần thần phục sao? Phải biết, đây chính là đế hỏa A, dù là đại đế cấp bậc cường giả nhìn thấy, cũng sẽ tránh phá đầu đồ vật, nhưng hắn lấy cổ thần cảnh, dĩ nhiên cự tuyệt. Mọi người còn tưởng rằng mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy, lại làm sao có thể toàn bộ nghe lầm đây? Huyết hải tinh thần cũng là kinh ngạc không thôi, kia nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên cự tuyệt bản thân thần phục thỉnh cầu. Người nhà cái gì một lần cơ hội, ta thế nhưng là đế hỏa A, tương lai có thể so với nhân tộc đại đế tồn tại, người dĩ nhiên chỉ cho ta một lần cơ hội. Tiểu tử, người cần phải hiểu rõ. Huyết hải tinh thần 10 phần không cam lòng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không lý tới nữa nó, lấy nó dạng này phát niệu tính, là tuyệt đối không có khả năng thần phục bản thân, nó chẳng qua là muốn mượn bản thân lực lượng trốn qua kiếp nạn này mà thôi. Tiêu Phàm không phải đồ ngốc, hắn cố nhiên dùng trưởng trung thiên địa giết chết bát đại thần vương, nhưng vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ trọng, hơn nữa cũng là hắn cực hạn. Huyết hải tinh thần chính là thần hỏa hậu kỳ, hắn Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ, tự nhiên sẽ không nhóm lửa thiêu thân. Huống chi, nếu là hắn chiếm được huyết hải tinh thần, nhất định sẽ bị đại bộ phận người ngấp nghé, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Tiêu Phàm vẫn là rõ ràng. Hiện tại hắn cũng đã gây thù hằn không ít, nhưng vẫn chỉ là thần vương cảnh, nếu là dẫn tới đại đế cấp, vậy coi như phiền toái. Huyết hải tinh thần nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới, cũng rốt cục bối rối, nó muốn chạy trốn, lớn nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ quấn lấy nó, căn bản là trốn không thoát. Sau nửa ngày, huyết hải tinh thần khí thế lần nữa thu nhỏ, hiển nhiên là rơi vào thần vương trung kỳ. Hiện tại không sai biệt lắm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, mở ra bàn tay, trưởng trung thiên địa tái hiện, hướng phía trước ném đi, hướng về huyết hải tinh thần rơi đập mà đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, huyết hải tinh thần tức khắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhân tộc tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu bản đế tất nhiên hảo hảo bảo vệ. Âm thầm tiềm phục đoàn người nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ, đây chính là đế hỏa A, bao nhiêu người mơ tưởng truy cầu đồ vật. Tiểu tử này ngược lại tốt, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền được đế hỏa tán thành. Nhưng mà, làm bọn họ nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống lời nói lúc, toàn bộ đều có loại thổ huyết xúc động. Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không phải cứu ngươi, mà là giết ngươi. Tiêu Phàm cười lạnh nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Huyết hải tinh thần truyền đến tiếng cười két két mà dừng, sau đó đầy trời tinh thần hỏa diễm bắt đầu nộ khiếu lên, tựa như phát cuồng một dạng. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên, huyết sắc nham tương hải phía dưới, đột nhiên cuốn lên một loại tử kim sắc và bạch sắc hỏa diễm, đáng sợ khí tức nháy mắt bao phủ nham tương hải. Phần phật, chỉ thấy tử kim sắc hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm, tựa như hai đầu mãnh thú đồng dạng, há miệng vừa nuốt, trực tiếp đem huyết hải tinh thần cắn một miệng lớn. Chí tôn phần thiên viêm, hư vô u hỏa, huyết hải tinh thần phát ra một tiếng kinh hãi tiếng hét giận dữ, đáng tiếc, nó thanh âm chú định không truyền ra, giờ phút này hắn thế nhưng là bị trưởng trung thiên địa bao vây lấy. Nhìn thấy chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa kéo xuống 3/2 huyết hải tinh thần hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng không chút do dự rút về trưởng trung thiên địa. Giờ phút này hắn thân thể còn tương đối suy yếu, không cách nào thời gian dài điều khiển trưởng trung thiên địa, chuyện này với hắn gánh vác rất lớn. Hắn thật muốn diệt huyết hải tinh thần, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt.
đây chính là đế hỏa a, mạt sát đế hỏa, về sau muốn tìm tới sẽ rất khó a. Có thể Tiêu Phàm muốn liền là cái hiệu quả này, hơn nữa còn muốn để đám người tận mắt nhìn thấy huyết hải tinh thần bị xóa đi, để tránh tương lai cho mình dẫn tới không ít phiền phức. Hắn không chiếm được, cũng không muốn khiến người khác lấy được sao. Âm thầm Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi, đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, Tử Dương Kinh Hồng cùng Trương Tử Hàm bọn người chẳng tốt đẹp gì, bọn họ đều hận không thể lập tức xông đi lên, liền là cướp đoạt một sợi hỏa diễm tinh hoa cũng tốt. Đế hỏa hỏa diễm tinh hoa, về sau hảo hảo bồi dưỡng, để hắn lớn lên thành thần hỏa vẫn là có cơ hội. Chỉ là bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm trưởng trung thiên địa lúc, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, đây chính là liền thần vương cảnh trung kỳ đều có thể gạt bỏ thần thông a. Bọn họ những người này mặc dù danh xưng thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Huống chi, từ vừa mới bọn họ rời khỏi Nham Tương Hải bắt đầu, liền đã mất đi cơ hội, hiện tại tiếp tục xông đi lên, nhất định sẽ bị Tiêu Phàm trọng điểm chiếu cố. Hỗn trướng, bản đế, huyết hải tinh thần hỏa diễm gào rít giận dữ, kinh khủng khí tức bao phủ Nham Tương Hải, bốn phía phệ thiên ma nghĩ hoàn toàn bị tung bay. Nếu như trước đó nó toàn lực ứng phó, có lẽ còn không ai dám tới gần, nhưng là hiện tại, bị chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa thôn phệ 3/2 tinh hỏa. Hiện tại nó, đoán chừng nhiều nhất cũng chính là thần hỏa trung kỳ mà thôi. Hô hô, thanh âm chưa dứt, Tiêu Phàm lần nữa ném ra trưởng trung thiên địa áp chế huyết hải tinh thần, đồng thời, chí tôn phần thiên viêm lần nữa xuất hiện, trực tiếp đem huyết hải tinh thần toàn bộ nuốt xuống. Làm trưởng trung thiên địa biến mất bản thân. Huyết hải tinh thần hoàn toàn biến mất, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, khí thế không ngừng kéo lên, chí tôn phần thiên viêm thôn vệ huyết hải tinh thần hỏa diễm, toàn bộ đều đưa cho không tận hỏa luyện hóa. Giờ phút này, vô tận chi hỏa uy năng, vô hạn tới gần thần hỏa. Hắn dĩ nhiên dùng huyết hải tinh thần đi đút nuôi một loại cổ hỏa. Có người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Trước đó bọn họ không nhìn thấy chí tôn phần thiên viêm cùng hư vô u hỏa, nhưng bây giờ Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa lại là không có bất luận cái gì giữ lại, cảm nhận được vô tận chi hỏa phía trên khí tức, tất cả mọi người liếc mắt liền nhìn ra không tận chi hỏa phẩm giai. Cũng chính là bởi vì như thế, đoàn người mới kinh ngạc không thôi, huyết hải tinh thần thế nhưng là đế hỏa, dùng để nhường một loại cổ hỏa tiến giai, đây cũng quá lãng phí a. Có thể Tiêu Phàm không có bất luận cái gì quan tâm, nếu như không phải đáp ứng chí tôn phần thiên viêm, Tiêu Phàm liền chí tôn phần thiên viêm đều sẽ không buông tha, trực tiếp nhường vô tận chi hỏa luyện hóa. Hắn đã cho huyết hải tinh thần cơ hội, đáng tiếc huyết hải tinh thần không chân quý, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không nhân từ. Vô tận chi hỏa, mới là hắn chân chính trưởng khống đồ vật, chỉ có vô tận chi hỏa mạnh lên, hắn thực lực mới có thể càng thêm cường đại. Oanh, đột nhiên. Một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm trên người truyền ra, lại là nhìn thấy dưới chân hắn vô tận chi hỏa nhanh chóng khuếch tán, chung quanh huyết sắc Nham Tương Hải bị quét ngang mà ra, cuốn lên mấy chục trượng cao Nham Tương sóng lửa. Ở Tiêu Phàm đỉnh đầu, càng là lơ lửng ra một vòng hắc sắc nạm viền vàng hỏa diễm động thiên, phát ra một loại quỷ dị khí tức. Hô hô, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, dưới chân hắn vô tận chi hỏa, đột nhiên hướng về vô tận động thiên bên trong gào thét mà đi. Vô tận động thiên liền tựa như một cái vô địch hắc động, đem tất cả vô tận chi hỏa đều rút ra không còn. Quỷ dị là, vô tận động thiên, ngoại trừ chí tôn phần thiên viêm bên ngoài, còn nhiều thêm một khuôn mặt người. Mặt người, Tiêu Phàm cũng không nhịn được bị một màn này làm cho sợ hết hồn, chủ yếu nhất là, người này mặt còn hé ra cực đại miệng, hung dữ nhìn xem chí tôn phần thiên viêm. Này nhưng đem chí tôn phần thiên viêm dọa cho phát sợ. Vội vàng hướng Tiêu Phàm cầu cứu. Ngươi là vô tận chi hỏa. Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản vô tận chi hỏa, thử thăm dò hỏi. Gặp qua chủ nhân, quả nhiên, tấm kia mặt người đã ngừng lại thôn phệ chí tôn phần thiên viêm động tác, cung kính nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút không đứng vững, tuy nhiên hắn sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được vô tận chi hỏa nói chuyện, nội tâm vẫn là không bình tĩnh. Ngươi tiến giai thần hỏa. Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, chỉ có tấn cấp thần hỏa, hỏa tộc mới có thể mở miệng nói chuyện. Là, chủ nhân,
Vô Tận Chi Hỏa gật gật đầu nói, ha ha, tốt, tốt, chuyến này không uổng công, về sau ngươi liền kêu Vô Tận. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng kích động đến cực điểm. Vô Tận Chi Hỏa tấn cấp thần hỏa, Tiêu Phàm không cao hứng đó là không có khả năng. Có Vô Tận Chi Hỏa ở, đối mặt bình thường thần vương cảnh tiền kỳ, cho dù không thi triển trưởng trung thiên địa, hắn cũng không cố kỵ. Tạ ơn chủ nhân ban tên cho. Vô Tận Chi Hỏa gật gật đầu, đôi tròng mắt kia lại là nhìn chằm chằm Chí Tôn Phần Thiên Viêm, tựa như muốn đem sư tôn Phần Thiên Viêm nuốt một dạng. Ta đã đáp ứng Phần Thiên, về sau đưa nó hồi hỏa tộc, hai người các ngươi liền cùng một chỗ đợi ở trong Vô Tận Động Thiên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vô Tận Chi Hỏa không dám lỗ mãng, vội vàng ngăn cách Chí Tôn Phần Thiên Viêm một đoạn cự ly. Tiêu Phàm trong lòng lại là kích động vô cùng, hắn không nghĩ đến, Chí Tôn Phần Thiên Viêm dĩ nhiên sợ hãi Vô Tận Chi Hỏa, cái kia Vô Tận Chi Hỏa chẳng phải là so Chí Tôn Phần Thiên Viêm còn muốn cường đại. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng. Vô Tận, huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa ngươi toàn bộ luyện hóa. Tiêu Phàm lại không nhịn được hỏi. Chỉ luyện hóa một nửa. Vô Tận Chi Hỏa chi tiết nói, dừng một chút lại tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi chủ nhân, này nham tương hải phía dưới, có vẻ như có không ít xích huyết tinh thần thạch. A, à, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, chuẩn bị một đầu cắm vào nham tương hải. Không cần chủ nhân động thủ, ta đi đem xích huyết tinh thần thạch lấy đi lên là được. Vô Tận Chi Hỏa vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm trực tiếp ném ra một mai càn khôn giới. Vô Tận Chi Hỏa bao vây lấy càn khôn giới một đầu xông vào nham tương hải. Nó làm sao sẽ mạnh như vậy? Chí Tôn Phần Thiên Viêm phun ra một đạo non nớt thanh âm, hiển nhiên mới vừa rồi bị Vô Tận Chi Hỏa dọa cho phát sợ. Mạnh sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Vô Tận Chi Hỏa đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Đột nhiên, Tiêu Phàm con người nháy mắt trở nên lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia vô số phệ thiên ma nghĩ, trong bàn tay, trưởng trung thiên địa tái hiện. Hàng ngàn hàng vạn phệ thiên ma nghĩ nháy mắt bị thôn phệ. Từng tia mệnh ngoại chi khí nhanh chóng tràn vào Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu, nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chém giết dị ma chiếm lấy quân công chỉ Tiêu Phàm không quan tâm, nhưng là những cái kia mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm bắt đầu đại sát tứ phương, kiến vương dám hãm hại hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn chúng. Chi chi từng đợt bén nhọn mà lại thê lương tiếng kêu vang lên, vô số phệ thiên ma nghĩ bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn, rút ra mệnh ngoại chi khí. Bốn phía tiềm phục tu sĩ nhìn tê cả da đầu, bọn họ rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao có thể trở thành quân công bảng đệ nhất. Dạng này chém giết dị ma tốc độ, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân tộc tiểu tử, người tự tìm cái chết, kiến vương nhìn thấy nó hậu đại bị Tiêu Phàm vô tình đồ sát. Phẫn nộ đến cực điểm. Có thể nó lại bị Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma kéo chặt lấy, căn bản đằng không xuất thủ đến. Coi như có thể xuất thủ đến, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, cũng căn bản sẽ không e ngại nó. Đi, bất đắc dĩ phía dưới, kiến vương chỉ có thể hạ lệnh rút đi. Huyết hải tinh thần hỏa diễm không lấy được không nói, hôm nay còn tổn thất thảm trọng, tổn thất mấy chục vạn hậu đại, nó trong lòng đoán chừng phiền muộn thổ huyết. Chạy đi đâu, Lôi Viên Vương nhìn thấy kiến vương muốn chạy trốn, tức khắc càng thêm liều mạng lên. Không cần đuổi, Tiêu Phàm vội vàng hét lại, Lôi Viên Vương chỉ là thần vương tiền kỳ mà thôi, cũng không phải kiến vương đối thủ. Nếu như không phải Bạch Ma, bằng vào nó một cái muốn cuốn lấy kiến vương đều rất không có khả năng. Đương nhiên, kiến vương mặc dù trốn, nhưng nó hậu đại, Tiêu Phàm không phải chuẩn bị buông tha, những cái này mệnh ngoại chi khí. Tuyệt đối có thể làm cho bạch sắc thạch đầu tiến hóa một chút. Kiến vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân hậu đại bị Tiêu Phàm đổ sát, sáu đầu đao túc hô hô rung động, răng phát ra một trận bén nhọn thanh âm, cứng rắn ra đầu mang theo còn lại phệ thiên ma nghĩ đào tẩu. Sau một lát, nham tương hải phía trên phệ thiên ma nghĩ hoàn toàn bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn, nhìn bốn phía tu sĩ tê cả ra đầu. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, giống hệt một tôn vương giả. Lạnh lùng nhìn xem bốn phía, tựa như nhìn thấu tất cả, những cái kia tiềm phục ở người trong ám tộc tu sĩ dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Hô, đột nhiên, mặt biển một đạo kim sắc hỏa diễm xông ra, xuất vào Tiêu Phàm thể nội,
cùng lúc đó một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu quanh quẩn, chủ nhân, giải quyết. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay càn khôn giới, linh hồn chi lực rót vào trong đó, sau một khắc, Tiêu Phàm mí mắt một trận kích động. Nhiều như vậy, lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, hắn không nghĩ đến, này huyết sắc nham tương hải phía dưới xích huyết tinh thần thạch, dĩ nhiên nhiều như vậy. Trước đó hắn lấy được cái kia một khối nhỏ chỉ có 3 thước lớn nhỏ, có thể trong càn khôn giới, ít nhất đều là 1 trượng 3,33 mét lớn nhỏ, trồng chất giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Lần này, không chỉ có chiếm được huyết hải tinh thần, nhưng vô tận chi hỏa tiến giai thần hỏa, lại chiếm được nhiều như vậy xích huyết tinh thần thạch, thu hoạch cũng không phải bình thường nhiều. Tiêu Phàm lấy ra một nửa, sau đó đem càn khôn giới ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu nói, lão nhị, vật này cho ngươi, về sau tu la điện pháp bảo liền giao cho ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu quét càn khôn giới một cái, cũng là kinh ngạc không thôi, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, làm ta đột phá thần vương cảnh, tất nhiên có thể trở thành vương giai luyện khí sư. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, lần này, bọn họ thật đúng là thu hoạch tràn đầy, bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút may mắn. May mắn bản thân chiếm được Vũ Văn Tiên tinh thần thiên địa huyết mạch chi lực. Nếu không mà nói, cũng tuyệt đối tu luyện không ra trưởng trung thiên địa, đừng nói lấy được huyết hải tinh thần cùng xích huyết tinh thần thạch, liền là có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Đi thôi, Tiêu Phàm không nhìn người bốn phía nhóm cực nóng ánh mắt, không kiêng nể gì cả hướng về chân trời lao đi. Thẳng đến Tiêu Phàm đi xa, nham tương hải chung quanh lúc này mới sôi trào lên. Huyết hải tinh thần lại bị kiếm hồng trần luyện hóa, đơn giản liền là bại gia tử A, huyết hải tinh thần nếu là có thể trở thành đế hỏa, có thể cam đoan to lớn cổ vực vài vạn năm không suy. A, hắn thế nhưng là giết bát đại thần vương, tiếp xuống thời gian không phải tốt hơn, nhất là vạn la đế vực, khẳng định sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Đám người lời nói tràn đầy phi lộ kỳ quặc vị đạo, bọn họ không có đạt được huyết hải tinh thần, tự nhiên cũng không muốn nhường Tiêu Phàm tốt hơn. Chậm rãi, người bốn phía nhóm tán đi, chỉ có số ít người lưu lại, tụ tập đến cùng một chỗ. Vân Trung Phượng, hướng Nam Phong, kiếm hồng trần đã có thành tựu, về sau muốn giết hắn khả năng liền càng thêm phiền toái. Nguyệt Thiên Huyền mở miệng nói, ngữ khí lạnh lẽo không thôi. Bách sát chiến trường mới vừa vặn bắt đầu, hắn phải chăng có thể sống sót rời đi còn không nhất định đây. Hướng Nam Phong hừ lạnh một tiếng. Vân Trung Phượng. Tử Dương Kinh Hồng cùng Thần Vô Tâm không nói, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng ba người đối kiếm hồng trần cừu hận đều không phải giả. Hắn nhất định sẽ chạy tới đế huyết nhai, chỉ có đế huyết nhai đầu này đường có thể thông hướng thần ma kiếp, giết hắn không phải là không có cơ hội. Nguyệt Thiên Huyền trầm giọng nói, ta lập tức chạy tới đế huyết nhai, đem việc này nói cho đại ca, nhất định phải để hắn chết không táng sinh chi địa. Hướng Nam Phong hung dữ nói. Không phải ta xem thường hướng Nam Thiên, hắn cũng chưa chắc là kiếm hồng trần đối thủ. Lúc này, Vân Trung Phượng mở miệng, không có để ý tới hướng Nam Phong bất mãn, tiếp tục nói, hơn nữa muốn sát kiếm hồng trần, đế huyết nhai có lẽ là chúng ta duy nhất cơ hội. Không sai, một khi tiến vào đế huyết nhai, thần vương cảnh liền sẽ bị áp chế, đến lúc đó, muốn giết hắn càng thêm gian nan. Thần Vô Tâm cũng hợp thời bổ sung một câu. Ta liền đi triệu tập ta hướng ra thần vương, tất nhiên ở đế huyết nhai bên ngoài ngăn chặn hắn. Hướng Nam Phong trầm giọng nói. Ta cũng sẽ để cho ta Nguyệt ra thần vương làm chuẩn bị. Nguyệt Thiên Huyền cũng gật gật đầu nói. Lấy bọn hắn tốc độ, nửa tháng sau đó tất nhiên sẽ chạy tới đế huyết nhai, chúng ta tìm tới thần vương cảnh chạy đi, tốc độ nhanh một chút, vậy liền 10 ngày sau ở đế huyết nhai bên ngoài tập hợp. Vân Trung Phượng ngưng tiếng nói. Đám người gật gật đầu, sau đó đi tứ tán, vì như thế nào giết Tiêu Phàm làm chuẩn bị đi. Làm đám người đi sau đó, cổ lâm bên trong lại là lăng không đi ra một cái bạch bào thanh niên, nhìn xem đám người đi xa thân ảnh, nhíu mày một cái nói, muốn giết Tiêu Phàm. Bằng các ngươi sợ còn chưa đủ, thoại âm rơi xuống, bạch bào thanh niên lặng yên biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua một dạng. Tiêu Phàm một nhóm nhanh chóng rời đi, vì đề phòng vạn nhất. Tiêu Phàm lại dùng truyền tống khay ngọc rời đi mấy cái địa phương, lúc này mới yên lòng. Lần trước bị Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu truy sát, Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn bị đối phương cản lại. Công tử, chúng ta vẫn là mau chóng tiến về đế huyết nhai tốt.
Quân Nhược Hoan đột nhiên hít sâu một cái nói, trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Tại sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, nhưng hắn biết rõ, Quân Nhược Hoan nói như vậy, khẳng định có hắn lý do. Quân Nhược Hoan giải thích nói, phiến khu vực này tiến vào đế huyết nhai, chỉ có một con đường có thể đi, chúng ta cướp đi huyết hải tinh thần, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ khẳng định không cam lòng, đến lúc đó tất nhiên sẽ ở đầu này trên đường chặn đường chúng ta. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi híp híp hai mắt. Cùng lắm thì chúng ta không tiến nhập đế huyết nhai cũng được. Lôi Viên Vương lại lơ đễnh nói, biết rõ nguy hiểm, hắn nhưng không có đi chịu chết đạo lý. Quân Nhược Hoan lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta muốn công tử nhất định sẽ đi vào. Không sai, chúng ta nhất định phải đi vào. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Vì cái gì? Lôi Viên Vương có chút không giải. Tiêu Phàm không có mở miệng, Quân Nhược Hoan giải thích nói, người có biết rõ, chúng ta làm gì tiến vào bách sát chiến trường. Vì đột phá thần vương cảnh cơ duyên, lấy được pháp tắc toái phiến. Lôi Viên Vương không chút do dự nói ra. Nhưng mà, Quân Nhược Hoan lại là lắc lắc đầu nói, bách sát chiến trường xác thực nắm giữ đột phá thần vương cảnh cơ duyên, không phải vẻn vẹn chỉ là cái kia chút pháp tắc toái phiến. Dù sao, pháp tắc toái phiến luyện hóa sau đó cố nhiên khả năng đột phá thần vương cảnh, nhưng về sau đường liền sẽ bị hạn chế, còn không bằng luyện hóa thần vương thần cách đến thực sự. Đám người gật gật đầu, bọn họ đều biết rõ pháp tắc toái phiến công dụng, thứ nhất là có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng loại này phương pháp, cùng luyện hóa thần cách không sai biệt lắm, sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm năng. Một loại khác công dụng thì là mượn nhờ pháp tắc toái phiến tham ngộ tự thân pháp tắc, người bình thường đều sẽ lựa chọn loại phương thức này, chỉ là loại này phương pháp đột phá thần vương cảnh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng sẽ không hạn chế một người tương lai. Vậy còn có cái gì biện pháp? Lôi Viên Vương càng thêm nghi ngờ, ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lĩnh ngộ pháp tắc, Quân Nhược Hoan 10 phần trịnh trọng nói ra. Lĩnh ngộ, đây không phải nói nhảm sao? Lôi Viên Vương kinh ngạc nói. Nếu như pháp tắc chi lực có thể rõ ràng cảm ứng được đây. Quân Nhược Hoan không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Làm sao có thể, pháp tắc chi lực chính là hư vô phiêu miểu đồ vật, làm sao có thể nhẹ dịch cảm nhận. Lần này, liền Nam Cung Tiêu Tiêu đều chấn kinh. Sự thật liền là như thế. Quân Nhược Hoan khẳng định gật gật đầu, thần ma kiếp trong đất, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cơ hội so ngoại giới càng thêm dễ dàng, bằng không ngươi cho rằng nhiều người như vậy bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bách sát chiến trường, chẳng lẽ là vì chịu chết sao? Lôi Viên Vương cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên, hai người đều đối thần ma kiếp tràn đầy hướng tới. Kỳ thật này rất tốt lý giải. Liền tựa như thần linh chi khí, càng nồng đậm địa phương, chúng ta lại càng dễ dàng như phá, pháp tắc chi lực mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng là đồng dạng có thể bắt. Tiêu Phàm nói ra, dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, lão Lôi, ngươi là không thể tiến vào thần ma kiếp, thậm chí ngay cả đế huyết nhai đều không thể tiến vào. Lôi Viên Vương sững sờ, Quân Nhược Hoan giải thích nói, công tử nói không sai, đế huyết nhai bên trong có thể áp chế thần vương cảnh lực lượng. Người tiến vào ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, mà thần ma kiếp, ngoại giới thần vương cảnh cường giả là không cách nào tiến vào, trừ phi là ở đế huyết nhai cùng thần ma kiếp trong đất đột phá thần vương cảnh. Lôi Viên Vương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Tiêu Phàm vỗ vai hắn một cái nói, yên tâm, muốn càng tiến một bước, ngươi cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Công tử, chúng ta vẫn là mau chóng chạy tới đế huyết nhai a, quá muộn mà nói, nhất định sẽ bị bọn họ ngăn giết. Quân Nhược Hoan nhắc nhở. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, lão Lôi, người đưa chúng ta đến đế huyết nhai sau đó, liền ở chỗ này chờ chúng ta đi ra, đến lúc đó mang theo bộ tộc của ngươi người cùng nhau rời đi bách sát chiến trường. Là, công tử, Lôi Viên Vương gật gật đầu, tuy nhiên hắn muốn tiến vào đế huyết nhai cùng thần ma kiếp, nhưng hắn càng không muốn chết. Bây giờ có Tiêu Phàm cam đoan, hắn cũng liền yên tâm, dù sao, thân làm huyết lôi ma viên nhất tộc tộc trưởng. Hắn cũng muốn bản thân nhất tộc biến cường đại lên. Mấy người đạp không mà lên, cực tốc hướng về đế huyết nhai phương hướng tiến đến. Có Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương mang theo bọn họ tốc độ cao nhất chạy đi, nguyên bản cần thời gian nửa tháng, bọn họ vẻn vẹn mất 10 ngày, một tòa rộng lớn huyết sắc dốc đá liền tiến nhập đám người tầm mắt. Huyết sắc dốc đá dường như bị máu tươi thẩm thấu đồng dạng, chung quanh lờ mờ có xương máu lượn lờ, lộ ra một loại tà dị. Cho người nhìn mà phát khiếp, không dám khinh nhờn.
chân trời đều bị loại này máu tươi nhuộm đỏ, phát ra nồng đậm huyết quang, dù là cách nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, cực kỳ khiếp người. Nơi đó, tựa như ẩn núp một đầu hung thú, như đại dương mênh mông lực lượng mãnh liệt, gào thét. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, huyết sắc trên vách đá, nhìn chằm chằm vô số cỗ thi thể, bộ mặt mơ hồ, nhìn không rõ khuôn mặt, chung quanh có từng đạo hà quang lấp lóe. Dù là chết đi vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ phát ra một cỗ ngập trời đế uy, đè người không thở nổi, cho người không dám nhìn thẳng. Hiển nhiên, trước mắt huyết sắc dốc đá, liền là bách sát chiến trường ngũ đại hung địa một trong đế huyết nhai. Thật đáng sợ khí tức, Lôi Viên Vương cảm khái, có chút tiếp nhận không được, những cái kia đế thi quá mức đáng sợ, bộc lộ ra tuyệt thế sát cơ. Tương phản, Tiêu Phàm mấy người bọn hắn cổ thần cảnh, cũng không có cảm nhận được loại kia kiềm chế chi khí. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, mở ra bàn tay, một mai hắc sắc hạt châu bỗng nhiên xuất hiện, phát ra một cỗ nóng hổi khí tức. Đồng thời, càn khôn giới cũng hơi hơi rung động, tựa như có cái gì đồ vật muốn tránh thoát mà ra. Ý niệm khẽ động, một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến xuất hiện ở trước người, không ngừng chìm nổi, phát ra một cỗ hắc sắc vầng sáng, tựa như có cái gì đồ vật đang triệu hoán hắn một dạng. Loạn cổ đại đế truyền thừa, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắc sắc hạt châu cùng hắc sắc pháp tắc toái phiến, thế nhưng là cùng loạn cổ đại đế truyền thừa có quan hệ. Hiện tại hai thứ đồ này sinh ra dị tượng, tựa như cảm ứng được cái gì, Tiêu Phàm duy nhất có thể nghĩ đến liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Lão Tam, đây là thứ gì? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Đây là pháp tắc toái phiến, về phần này hạt châu, ta cũng không biết là cái gì. Tiêu Phàm chi tiết nói ra, sau đó nhìn về phía Lôi Viên Vương, lão Lôi, ngươi trước rời đi nơi đây, chờ chúng ta rời đi thần ma kiếp, trước tiên truyền tin cho ngươi. Lôi Viên Vương trầm mặc lúc này, điểm cuối cùng gật đầu, đế huyết nhai thượng đế thi, phát ra uy áp chuyên môn châm đối thần vương cảnh, hắn lưu ở nơi này không có quá nhiều giá trị. Công tử bảo trọng, Lôi Viên Vương khẽ cắn môi, hóa thành một vệt sáng biến mất ở nguyên chỗ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới thu liễm ánh mắt, nhìn đế huyết nhai chỗ sâu, nói, lão nhị, ngươi và nếu vui mừng cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tiểu bạch, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Bạch ma có chút khó chịu, nhưng là không dám phản đối, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, nhất định là cây to đón gió, tất nhiên không thể thiếu một chút phiền phức. Nếu như có thể, nó tình nguyện một mình một cái tiến vào đế huyết nhai. Tốt, chúng ta chia ra làm việc. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, cùng Quân Nhược Hoan lặng yên biến mất ở phía dưới cổ lâm. Chúng ta cũng đi thôi, Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Phàm cùng Bạch ma hai người lặng lẽ chui vào. Để tránh bị những người khác phát hiện, nếu là dẫn tới thần vương cường giả, chỗ đó liền nguy hiểm. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ở một nơi cổ lâm bên trong ngừng lại, phía trước vài dặm bên ngoài, là một chỗ sâu không thấy đáy hắc sắc vách núi. Vách núi phía trên, phồng lên lấy hắc sắc phụ khí, phát ra từng đợt nộ khiếu thanh âm, tựa như hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Đó là hư vô loạn lưu, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia màu đen vách núi nói. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, hư vô loạn lưu thế nhưng là từ hư vô liệt phùng bên trong đi ra, nơi đó nhiều như vậy hư vô loạn lưu loạn kích xạ, chẳng phải là cái kia màu đen vách núi liền là một đầu rộng lớn hư vô liệt phùng. Thế nhưng là hư vô liệt phùng không phải rất nhanh liền biết khôi phục như lúc ban đầu a, vậy trước mắt hư vô liệt phùng lại là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên hoàn toàn không có khôi phục xu thế. Này hắc sắc vách núi, hẳn là một chỗ thời không loạn địa. Nơi đó thời gian và không gian trùng điệp, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều ở khôi phục, nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều ở hủy diệt, cho nên liền là trước mắt chứng kiến bộ dáng. Bạch ma giải thích nói, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Nó mặc dù đã từng thân là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng mà lúc này đế huyết nhai, đóng có thể đều là đại đế cấp bậc cường giả thi thể a, dung không được nó khinh thường. Thời không loạn địa, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Thời không loạn địa, phía trên không phi điểu, phía dưới không tẩu thú, khắp hy vọng mục đích, chỉ riêng lấy hư vô loạn lưu vì đánh dấu, cho dù đại đế cấp tiến vào trong đó, cũng khả năng vẫn lạc. Bạch ma trịnh trọng nói ra, hắn tự thân đối này hư vô loạn lưu, cũng có lấy một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy,
chân trời có một tòa hắc sắc thạch củng kiều, vượt qua hư vô loạn lưu, phía trên có thần văn lưu chuyển, ngăn trở hư vô loạn lưu ăn mòn. Nhìn thấy một tòa này hắc sắc thạch kiều, Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch, tại sao Quân Nhược Hoan nói tiến vào đế huyết nhai chỉ có một con đường. Một đầu kia đường, đoán chừng liền là cái kia đen như mực thạch củng kiều. Tiểu Bạch, người có hay không phát hiện, cái kia thạch củng kiều chất liệu có chút quen thuộc. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hẳn là hắc tinh nguyên thạch chế tạo mà thành, lại bố trí trận văn, mới có thể ngăn cản hư vô loạn lưu ăn mòn. Bạch Ma nói ra. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, cái viên kia hắc sắc hạt châu tái hiện, phía trên phát ra vầng sáng càng ngày càng nồng đậm, bất quá Tiêu Phàm càng thêm quan tâm là hắc sắc hạt châu chất liệu. Một mai này hạt châu, cũng là hắc tinh nguyên thạch, có lẽ có một chút liên hệ cũng nói không chừng. Bạch Ma nói ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng là cho rằng như vậy, hơn nữa, thông qua này hắc sắc hạt châu, vô cùng có khả năng tìm tới loạn cổ đại đế truyền thừa. Đi thôi, trước tiến vào đế huyết nhai lại nói. Bạch Ma mở miệng nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích, híp hai mắt nhìn xem bốn phía, nói, người có hay không phát hiện, nơi này quá an tĩnh. Tiến vào bách sát chiến trường người mặc dù không ít, nhưng có thể nhanh như vậy chạy tới đế huyết nhai người, hẳn là không nhiều, không có gì ghê gớm, người cũng quá cẩn thận a. Bạch Ma lơ đễnh nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút. Luôn luôn không sai. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Bọn họ tốc độ mặc dù không chậm, nhưng Nguyệt Thiên Huyền bọn họ tốc độ cũng chậm sao. Huống chi, những cái kia cổ vực thiên tài, thế nhưng là có thần vương cảnh cường giả hộ giá hộ tống. Bọn họ nếu là nghĩ ở nơi này vây chặt bản thân, khẳng định sớm liền ở nơi này mai phục tốt. Ngươi không phải thần điêu sư a, làm mấy đầu thần điêu đi qua thử xem, không được sao. Bạch Ma đối cái gọi là cẩn thận căn bản vô cảm. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy ra hai khối thạch đầu, liền bắt đầu điêu khắc, sau nửa ngày, hai tôn thần điêu liền sinh động như sinh ra hiện. Hai tôn thạch điêu nhìn qua cùng Tiêu Phàm cùng Bạch Ma giờ phút này bộ dáng không khác nhau, thậm chí ngay cả thần lực ba động đều giống nhau như đúc. Chúng ta trước lui ra phía sau một chút, để bọn hắn đi cho chúng ta dò đường. Tiêu Phàm nhẹ nhàng một điểm, hai tôn thần điêu tức khắc sống lại. Nhìn qua căn bản không giống như là thần điêu, ngược lại giống như là người sống. Tiêu Phàm cho hai tôn thần điêu hạ một đạo mệnh lệnh, liền mang theo Bạch Ma nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ, làm bọn họ rời đi 10 cái hô hấp sau đó, hai tôn thần điêu bỗng nhiên hướng về hắc thạch cầu gào thét mà đi. Trong nháy mắt, hai tôn thần điêu liền xuất hiện ở hắc thạch cầu phía trên, Bạch Ma nhìn thấy một màn này, không khỏi nhếch miệng ta liền nói đi, ngươi cũng quá cẩn thận. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, hắc thạch cầu vị trí, từng đạo lợi mang lăng không xuất hiện, bỗng nhiên hướng về hai tôn kia thần điêu chém đi, Bạch Ma thanh âm két két mà dừng, kinh ngạc nhìn phía xa. Kiếm Hồng Trần, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Một tiếng quát như sấm truyền đến, thanh âm này Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, chính là Nguyệt Thiên Huyền. Hai tôn thần điêu cảm ứng được công kích, nhanh chóng lui lại, nhưng là bị công kích kia gây thương tích, bộ dáng 10 phần chật vật. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, hắc thạch cầu chung quanh, liền xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh, trong đó có mấy cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả, còn có một cái thần vương cảnh hậu kỳ, cái kia khí tức, dù là cách nhau rất xa, cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cảm giác có chút phát lạnh. Hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn nơi xa một cái, những cái kia thần vương cảnh, hắn còn thấy được hai cái người quen, chính là Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu. Đi qua lần trước cùng thần vương cảnh một trận chiến, Tiêu Phàm đối Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu thực lực cũng có rõ ràng nhận biết, Vu Cửu hẳn là thần vương cảnh trung kỳ, mà Hướng Vân Sinh lại là thần vương cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy đám người xuất hiện, Tiêu Phàm không chút do dự trốn vào cổ lâm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hai tôn kia thần điêu thực lực, cũng chính là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ rất nhanh liền biết phát hiện, giờ phút này không trốn. Qua một lúc khả năng liền không còn kịp rồi. Hắc thạch cầu vị trí, Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy hai tôn thần điêu không nói, tức khắc cười lạnh nói, Kiếm Hồng Trần, hiện tại không lời nói. Không đúng, hắn không phải Kiếm Hồng Trần. Vân Trung Phượng lông mày nhíu lại, sau đó một kiếm chảm ra, lần này có tính nhắm vào đối phó hai tôn thần điêu. Hai tôn thần điêu chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi,
ở đâu là đối thủ của hắn, chỉ thấy một đạo kiếm mang lóe qua, hai tôn thần điêu nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Đáng sợ kiếm khí càng là lôi xé hai tôn thần điêu, chỉ thấy vô số thạch đầu mảnh vụn trong gió bay lên, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi. Đây là thần điêu, Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn tốt xấu cũng là cổ vực đệ nhất thiên tài, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai tôn thần điêu mánh khóe. Lục soát, kiếm hồng trần khẳng định ngay ở phụ cận, Vân Trung Phượng phẫn nộ quát. Sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi, từ không trung quan sát phía dưới, muốn tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích, Tiêu Phàm dùng thần điêu thú dò đường, khẳng định ngay ở phụ cận. Lúc này, Tiêu Phàm sớm đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm, vẫn ở chỗ cũ không muốn sống chạy. Tiểu tử, không sai biệt lắm có thể dừng lại, làm đi đến hơn ngàn dặm bên ngoài thời điểm, Bạch Ma rốt cục không nhịn được kêu lên. 1000 dặm cự ly, đối với thần vương cảnh tới nói, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tiêu Phàm không có dừng lại, thẳng đến chạy ra 5000 dặm lúc này mới yên tâm dừng lại. Nguyệt Thiên Huyền bọn họ thật đúng là hung ác a, thậm chí ngay cả thần vương cảnh hậu kỳ đều mời tới, đây là không giết chết ta thể không bỏ qua a. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, đừng chọc giận tiểu gia, trực tiếp giết hắn long trời lỡ đất. Ngươi chính là ngẫm lại như thế nào tiến vào đế huyết nhai a, đế huyết nhai chỉ có một đầu kia đường có thể đi. Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, giọng căm hận nói, đế huyết nhai sợ không phải tốt như vậy tiến vào, trước tu luyện 3 năm 5 năm lại nói, ta liền không tin, bọn họ có thể ở trong đó thủ 3 năm 5 năm. Tiểu tử, ngươi cũng có sợ thời điểm, nhìn thấy Tiêu Phàm sợ hãi, Bạch Ma tức khắc vui vẻ. Hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm ăn quả đắng. Tiêu Phàm hung hăng trừng Bạch Ma một cái, nói, không sợ ta lại có thể làm cái gì, ngươi không phải đại đế a, có bản sự ngươi đi đánh ngã những cái kia thần vương a, liền mấy cái thần vương đều không phải đối thủ, cái gì cầu thí đại đế. Bạch Ma bị Tiêu Phàm đả kích không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc không nói. Bọn họ có thể đợi 3 năm 5 năm, có thể ta không chờ được. Tiêu Phàm vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói coi như muốn chờ 3 năm 5 năm, vậy cũng muốn đi đế huyết nhai cùng thần ma kiếp chờ. Này bách sát chiến trường, thần linh chi khí khuyết thiếu, pháp tắc chi lực lại hư vô xa vời, Tiêu Phàm cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Tiểu tử, nếu không ta khôi phục thần vương cảnh, cho ngươi ngăn lại bọn họ, sau đó ngươi một người tiến vào đế huyết nhai. Thật lâu, Bạch Ma lúc này mới mở miệng nói. Ngươi có thể khôi phục thần vương cảnh, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc. Trước đó đoạt đi mấy sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, nếu như hoàn toàn luyện hóa mà nói, miễn cưỡng hẳn là khôi phục thần vương cảnh. Bạch Ma chi tiết nói ra. Hắn cự ly thần vương cảnh lúc đầu chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều khả năng khôi phục, trước đó lại chiếm được một chút huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, khôi phục thần vương cảnh hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là kể từ đó, Bạch Ma liền không thể tiến vào đế huyết nhai cùng thần ma kiếp, Tiêu Phàm cũng ít đi to lớn giúp đỡ. Vẫn là thôi đi, ngươi nếu khôi phục lại thần vương cảnh, sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, còn phải chăng đã quyết cái này biện pháp. Hắn nhìn Bạch Ma thần sắc, như thế nào không biết Bạch Ma cũng rất muốn tiến vào đế huyết nhai cùng thần ma kiếp đây. Bạch Ma không nói, nhưng trong lòng là có chút ấm áp, chỉ ít Tiêu Phàm hay là vì nó suy nghĩ. Tiểu Bạch, người nói, ta ngất sau đó, bọn họ có thể hay không buông lỏng cảnh giác. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ngất, tự sát sao, Bạch Ma trợn trắng mắt. Tiêu Phàm thế nhưng là có thể giết chết thần vương cảnh trung kỳ biến thái a, như thế nào ngất? Chẳng lẽ tìm người cố ý giết hắn? Nếu là trước đó, cái này biện pháp có lẽ được thông, tùy tiện tìm thần vương cảnh phối hợp một cái liền có thể ngất. Nhưng bây giờ... Người nào không biết hắn Tiêu Phàm biến thái thực lực, hơn nữa hắn còn đắc tội nhiều như vậy thế lực, những cái kia thần vương cảnh có ai sẽ phối hợp hắn. Kể từ đó, duy nhất có thể liền là tự sát, cũng đừng người cũng không phải đồ đần, sao lại tin tưởng Tiêu Phàm sẽ tự sát. Tiêu Phàm không còn gì để nói, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, việc này thật đúng là không phải bình thường phiền toái, trong lúc nhất thời cũng căn bản nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Ngoại trừ cái kia hắc thạch cầu. Chẳng lẽ liền thật không có những biện pháp khác tiến vào đế huyết nhai? Tiêu Phàm 10 phần không cam lòng nói.
Hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, tuy nhiên bọn hắn trốn ra hắc thạch cầu mấy ngàn dặm cự ly, nhưng bọn hắn vị trí vài dặm có hơn, vẫn là cái kia màu đen thời không loạn địa. Không cần nghĩ cũng biết rõ, lúc này không loạn, nhất định là tha một vòng, phiến khu vực này địa phương khác không có tiến vào đế huyết nhai khả năng. Nếu không ngươi chúng ta dọc theo thời không loạn địa đi một vòng, nhìn xem có thể hay không có những biện pháp khác tiến vào. Bạch Ma yếu ớt nói ra, hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Cái kia thời không loạn địa hư vô loạn lưu, liền đại đế đều có thể xé nát, hắn hiện tại chỉ là bán bộ thần vương mà thôi. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Bạch Ma, nếu như có thể, chính hắn cũng sẽ đi thử nghiệm một cái, còn cần Bạch Ma nói nhảm. Không cần cái này ánh mắt nhìn ta, bản đế không phải đề nghị một cái nha. Bạch Ma rụt rụt cổ nói. Đúng rồi, người nói có thể hay không dùng truyền tống trận thông qua cái kia thời không loạn địa. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không có khả năng, Bạch Ma không chút do dự bác bỏ, nhìn phía xa thời không loạn địa nói, thời không loạn địa, thời không trùng điệp, truyền tống trận không có khả năng đưa đến hiệu quả. Hơn nữa ngươi nhìn, không trung cũng không phải không có hư vô loạn lưu, chỉ là rất đạm bạc, muốn thông qua truyền tống trận đi qua là không thể nào, nếu như truyền tống trận có thể mà nói, ngươi còn không bằng từ không trung trực tiếp bay qua. Bay qua, Tiêu Phàm nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Trừ phi không muốn sống nữa mới có thể làm như vậy. Chỉ là cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền thật không biện pháp sao? Nhìn đến, đột phá thần vương cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói. Nếu như dễ dàng như vậy, thần vương cảnh nếu như dễ dàng như vậy đột phá, đã sớm đâu đâu cũng có, lại hà tất tiến vào bách sát chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Bạch Ma lắc lắc đầu. Dừng một chút lại nói, hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết, đột phá thần vương cảnh cần vượt qua thần vương kiếp, lần trước tiểu lôi thiếu chút nữa chết ở dưới thần vương kiếp. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thần vương cảnh sở dĩ thưa thớt, quả thật có rất nhiều nguyên nhân. Chờ chờ, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Ma nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Bạch Ma không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm nổi điên đây. Nói ta nói thần vương cảnh nếu như dễ dàng như vậy. Cuối cùng một câu kia, chỉ là còn không có chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Đột phá thần vương cảnh cần vượt qua thần vương cảnh, lần trước tiểu lôi thiếu chút nữa chết ở dưới thần vương kiếp. Bạch Ma lại đem cuối cùng một câu lặp lại một lần. Ba một tiếng, Tiêu Phàm đánh một cái búng tay, nhếch miệng cười nói, ta có biện pháp thông qua cái kia hắc thạch cầu. Biện pháp gì? Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thần vương kiếp, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị. Ta khôi phục thần vương cảnh, nhưng không có cái gì thần vương kiếp, người muốn là đột phá thần vương cảnh, cũng không có khả năng tiến vào đế huyết nhai a. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Ai nói ta muốn độ thần vương kiếp? Tiêu Phàm một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, sau đó cho Bạch Ma truyền âm nói, người ta chỉ cần dạng này liền nhưng... Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, nói, đừng trách bản đế không nhắc nhở ngươi, ngươi đây là đùa lửa, nếu là thất bại mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Tin tưởng ta, đến lúc đó động tĩnh làm cho lớn một chút, muốn thông qua cái kia hắc thạch cầu, tuyệt đối có chín thành nắm chắc. Tiêu Phàm tự tin nói. Nhìn thấy Bạch Ma còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói tốt, ngươi liền dựa theo kế hoạch làm việc. Ta trước hết để cho lão nhị cùng quân Nhược Hoan bọn họ tới, mọi người cùng đi. Ngươi đều không sợ, bản đế liền chơi cùng ngươi một chút, chờ bản đế khôi phục thần vương cảnh tu vi, muốn những cái kia ngu dốt đẹp mắt. Bạch Ma oán hận nói ra. Lập tức Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lách mình hướng về nơi xa bay đi, rời xa hắc sắc phách núi mấy ngàn dặm cự ly. Không lâu sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan lần nữa chạy đến, hai người sắc mặt không phải đẹp mắt. Vì không thể thông qua hắc thạch cầu mà tức giận. Hắn nha, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cùng chết. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói. Công tử gọi chúng ta đến, có phải hay không có cái gì biện pháp? Quân Nhược Hoan nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Biện pháp ta là có một cái. Tiêu Phàm cười nhẹ gật đầu. Biện pháp gì? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan chăm miệng một lời hỏi. Biện pháp liền là bế quan tu luyện. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Bế quan tu luyện,
Nam Cung Tiêu Tiêu hai người ngạc nhiên, này bế quan tu luyện, lại như thế nào có thể vượt qua Hắc Thạch Cầu đây? Chẳng lẽ cùng Nguyệt Thiên Hạo bọn họ hao tổn, chờ bọn hắn tự động rời đi Hắc Thạch Cầu? Có thể này cơ bản không có khả năng a, Nguyệt Thiên Hạo bọn họ coi như đi, những cái kia thần vương cảnh vẫn như cũ có thể thủ ở nơi đó, hoàn toàn có thể đợi được bách sát chiến trường kết thúc. Tin tưởng ta, nhất định có thể tới. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm bốn người tập thể bế quan, mà giờ khắc này, Đế Huyết Nhai nhập khẩu, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ lại là càng ngày càng lo lắng. Này Kiếm Hồng Trần, thật chẳng lẽ không chuẩn bị tiến vào Đế Huyết Nhai? Hắc Thạch Cầu cách đó không xa một chỗ cổ lâm, Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt khó coi nói. Cũng đã đi qua 3 tháng, các ngươi nói Kiếm Hồng Trần có phải hay không cũng đã tiến vào Đế Huyết Nhai? Tử Dương Kinh Hồng nhíu nhíu mày nói. Không có khả năng, Vân Trung Phượng tuyệt đối phủ định, Đế Huyết Nhai phiến khu vực này chỉ có Hắc Thạch Cầu một cái này nhập khẩu, dù là thần vương cũng không thể xuyên qua thời không loạn địa. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, bọn họ nơi này có không ít thần vương cảnh, thời không loạn địa cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, muốn thông qua thời không loạn địa tiến vào Đế Huyết Nhai, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đã từng có không ít thần vương cảnh cường giả thử qua, toàn bộ đều vẫn lạc trong đó, không ngoại lệ. Kiếm Hồng Trần khẳng định trốn đi, ta liền không tin, hắn thật không biết tiến vào Đế Huyết Nhai. Nguyệt Thiên Huyền con ngươi lạnh như băng nói, đợi 3 tháng thời gian, hắn kiên nhẫn đã bị mài không sai biệt lắm. Nếu như hắn không tiến nhập Đế Huyết Nhai, cũng liền tương đương với từ bỏ lần này cơ duyên, muốn đột phá thần vương cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau, chúng ta giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tử Dương Kinh Hồng lại bổ sung một câu. Đám người gật gật đầu, tiếp tục tiềm phục ở Hắc Thạch Cầu phụ cận, chờ đợi Tiêu Phàm bọn họ đến. Thời gian chậm rãi xói mòn, chớp mắt lại qua thời gian nửa năm chờ đợi, nhưng Nguyệt Thiên Huyền bọn họ triệt để từ bỏ. Kiếm Hồng Trần bọn họ xem ra là thật không chuẩn bị tiến vào. Tử Dương Kinh Hồng bất đắc dĩ hít khẩu khí nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Đế Huyết Nhai bên trong dị ma cũng đã bắt đầu sao động, chúng ta nếu còn không đi vào, muốn đi vào thần ma kiếp, được đợi thêm đến mấy năm. Hướng Nam Phong cũng gật gật đầu nói. Bọn họ ở trong này chờ đợi 9 tháng thời gian, nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, lại không bất luận cái gì bóng dáng. Giết Tiêu Phàm cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là đột phá thần vương cảnh. Bách sát chiến trường ngàn năm mở ra một lần, lần này bỏ lỡ đột phá thần vương cảnh thời cơ, về sau muốn đột phá thần vương cảnh, liền càng thêm khó khăn. Chờ bách sát chiến trường kết thúc, chúng ta đi Thiên Vũ vực một chuyến, cũng không tin Kiếm Hồng Trần không ra. Nguyệt Thiên Huyền trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Tốt, Vân Trung Phượng lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn đối Tiêu Phàm cừu hận kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn, dù sao đệ đệ của hắn Vân Nhất Tịch cũng không phải chết ở trong tay Tiêu Phàm, chỉ là Tiêu Phàm giết hắn Vân ra hai cái thần vương cảnh cường giả, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Nhị thiếu, các người đi vào trước đi, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, nhất định sẽ không để cho Kiếm Hồng Trần thông qua Thạch Kiều. Phu Cửu cung kính nhìn xem hướng Nam Phong nói. Trong lòng của hắn lại là hối hận vô cùng, sớm biết rõ, lần trước nên ở Đế Huyết Thành giết Tiêu Phàm, cũng liền không có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Một thoáng thời gian, Nguyệt Thiên Hạo, Vân Trung Phượng, Tử Dương Kinh Hồng cùng hướng Nam Phong đám người nhao nhao hướng về Đế Huyết Nhai phương hướng bay đi. Chỉ lưu lại mười mấy thần vương cảnh cường giả thủ hộ ở Hắc Thạch Cầu phụ cận, trong đó lấy hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người là thủ. Mấy ngày sau đó, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma xuất quan, hai người nhìn nhau một cái, liền lặng lẽ hướng về Hắc Thạch Cầu phương hướng tiến đến. Tiểu tử, ta cảm giác cái này biện pháp vẫn là không làm được a, mặc dù đi qua hơn nửa năm, nhưng những cái kia thần vương cảnh nhất định sẽ thủ hộ ở cái kia. Bạch Ma có chút hồ nghi nói ra. Liền là bởi vì những cái kia thần vương cảnh, tâm nhãn cao ngất, bọn họ mới khả năng sơ sẩy. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, qua một lúc, người ta riêng phần mình điều khiển mấy tôn thần điêu thú, cần phải không thể để bọn hắn phát hiện. Yên tâm, ta điểm ấy nắm chắc vẫn có. Bạch Ma gật gật đầu nói. Không bao lâu, thông hướng Đế Huyết Nhai Hắc Thạch Cầu tiến nhập Tiêu Phàm hai người tầm mắt, hai người ở một nơi ẩn nấp địa phương ngừng lại. Sau đó Tiêu Phàm lấy ra 9 tôn lớn chừng bàn tay thần điêu thú,
trong đó 4 tôn giao cho Bạch Ma, mà chính hắn lại thao túng cái khác 5 tôn, lặng lẽ hướng về Hắc Thạch Cầu ẩn núp đi qua. Hắc Thạch Cầu cách đó không xa sơn lâm, hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu đám người xếp bằng ở từng cây cổ thụ, còn người u lãnh nhìn chằm chằm Hắc Thạch Cầu vị trí. Hướng lão, người nói, cái kia kiếm hồng trần, có phải là thật hay không chuẩn bị từ bỏ? Vu Cửu có chút không cam lòng nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là ở bách sát chiến trường không cách nào giết chết Tiêu Phàm, về sau muốn diệt sát Tiêu Phàm, cơ hồ không có khả năng. Kiếm hồng trần người kia ngông nghênh cương trực, lòng cao hơn trời, càng là khó khăn sự tình, hắn lại càng sẽ không từ bỏ. Hướng Vân Sinh lắc lắc đầu, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể đủ từ bỏ, về sau định đem sinh ra tâm ma. Cũng đúng, dù sao chúng ta nhiệm vụ, liền là ngăn cản hắn đi vào mà thôi. Chỉ cần nhường hắn không tiến nhập đế huyết nhai liền đầy đủ. Vu Cửu gật gật đầu nói. Bọn họ hồn nhiên không biết, có 9 đầu nhỏ bé thần điêu thú, chính đang Hắc Thạch Cầu chung quanh hoạt động. Nếu như là tu sĩ hoạt động, bọn họ tự nhiên sẽ trước tiên phát hiện, nhưng thần điêu thú nhưng không có thần lực ba động, cũng không có mệnh cách khí tức, hơn nữa còn 10 phần nhỏ bé, bọn họ căn bản là không có đi chú ý. Đại khái 3 canh giờ sau. Cái kia 9 tôn thần điêu thú lần nữa trở lại Tiêu Phàm bên người. Liền có thể, Bạch Ma nghi ngờ nói, hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm đại khái kế hoạch, nhưng cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Còn sớm đây, tất nhiên bày trận, vậy liền muốn bố trí một cái lớn một chút. Tiêu Phàm tà tà cười nói, đi thôi, trước nghỉ ngơi một ngày thời gian, ngày mai lại đến. Ngươi liền không sợ bọn họ phát hiện, Bạch Ma trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Yên tâm đi. Đi qua lâu như vậy, đã có rất nhiều người chạy tới đế huyết nhai bên ngoài, bọn họ mặc dù sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào đế huyết nhai, nhưng sẽ không ngăn cản cái khác tu sĩ, hiện tại, đoán chừng bọn họ kiểm tra những người kia đều không kịp đây. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu. Đây cũng là hắn chờ đợi thời gian dài như vậy mới được động nguyên nhân, hiện tại chạy tới đế huyết nhai tu sĩ càng ngày càng nhiều, so sánh trước kia, thế nhưng là hỗn loạn rất nhiều. Tiêu Phàm hiện tại muốn làm liền là đục nước béo cò đem trận pháp bố trí tốt, sau đó cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Bạch Ma quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm không giống một cái 30 tuổi không đến người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Đệ nhất ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lần nữa hành động, lần này bỏ ra 4-5 canh giờ. Lòng vòng như vậy, hai người dòng dã bận rộn 9 ngày thời gian. Tiêu Phàm mới thở dài một hơi, tựa như một khỏa đại thạch buông xuống một dạng. Rốt cục hoàn thành, tiểu tử, người cái này cửu trọng trận pháp, hơn nữa đều là lôi điện chi trận, những cái kia thần vương cảnh, đoán chừng sẽ bị ngươi dọa đái. Bạch Ma ha ha cười nói, hắn rốt cục biết rõ Tiêu Phàm cái kia hoàn chỉnh kế hoạch, lòng tin 10 phần. Bắt đầu đi, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một vòng tinh chỉ từ con ngươi chỗ sâu lóe qua. Không chờ bọn họ. Bạch Ma nhìn về phía cách đó không xa hai cái động phủ nói. Đương nhiên muốn đem bọn họ đánh thức, tất nhiên muốn tiến vào đế huyết nhai, vậy liền nghênh ngang đi vào. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Một ngày này, đế huyết nhai Hắc Thạch Cầu bên bờ, rất nhiều tu sĩ đang bị hai cái thần vương cảnh từng cái kiểm tra, mặt khác Vu Cửu cùng một cái thần vương cảnh cường giả, linh hồn chi lực theo số đông tu sĩ trên người từng cái đảo qua. Bọn họ vì không cho Tiêu Phàm tiến vào đế huyết nhai, ngược lại cũng là nhọc lòng. Kiếm hồng trần dĩ nhiên còn không hiện thân, cuối cùng 3 ngày, thời không loạn địa liền sẽ triệt để bạo loạn, bọn họ nếu là còn không có tiến vào, chúng ta nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Lần tiếp theo muốn tiến vào thần ma kiếp, được 3 năm sau. Cùng Vu Cửu đứng ở cùng một chỗ cái kia thần vương cảnh tu sĩ cười nói. Không nên buông lỏng cảnh giác. Thời gian dài như vậy đều kiên trì đến đây, không kém 3 ngày nay. Vu Cửu thần sắc ngưng trọng nói. Trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, Tiêu Phàm ở nơi này 3 ngày sẽ xuất hiện. Ầm ầm, Vu Cửu thoại âm chưa rơi, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cuồng bạo lôi điện đột nhiên ở hư không xen lẫn lên, cực tốc hướng về 4 phía bao phủ mà đi. Hắc Thạch Cầu phụ cận xếp hàng tu sĩ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn bị dọa cho phát sợ. Sau đó điên cuồng hướng về 4 phía kích xạ mà đi, tựa như chậm một bước liền sẽ mất đi tính mạng một dạng. Chuyện gì xảy ra, Vu Cửu bên người thần vương cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống,
cái kia cuồng bạo lôi điện lực lượng, nhưng hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Có người độ thần vương kiếp, Phu Cửu sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về lôi điện vị trí địa phương khu vực nhìn lại, bốn đạo thân ảnh nháy mắt rơi ở trong hắn ánh mắt. Kiếm Hồng Trần, Phu Cửu trực tiếp kinh kêu ra tiếng, giờ phút này Tiêu Phàm, biến thành Kiếm Hồng Trần bộ dáng, Phu Cửu tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Hắn dĩ nhiên thực có can đảm hiện thân, Phu Huynh, cùng một chỗ giết bọn họ. Cái kia thần vương cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên. Oanh, một tiếng nổ vang, nhưng hắn nháy mắt đã ngừng lại thân hình, một mặt kinh hãi nhìn xem không trung, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Mấy chục dặm bên ngoài chân trời, mây đen răng đầy, lôi điện cuồn cuộn, đan sen từng đạo hừng hực chớp lóe, hư không đều bị xé rách mà ra, một bộ diệt thế tình cảnh. Động tĩnh to lớn, đánh thức bốn phía mai phục không ít thần vương cảnh cường giả, đám người nhao nhao từ cổ lâm bên trong sông ra, kinh ngạc nhìn xem trên trời lôi vân. Hướng lão, Kiếm Hồng Trần hắn độ thần vương kiếp, Phu Cửu đi tới Hướng Vân Sinh bên người, trên mặt khó coi nói. Nho nhỏ lôi kiếp mà thôi, nhiều nhất cũng liền làm bị thương thần vương cảnh tiền kỳ, các ngươi mấy người, đi giết hắn. Hướng Vân Sinh một mặt khinh thường, chỉ ba cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ nói. Chính hắn lại là thờ ơ, tựa như diệt sát Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn cái này thần vương cảnh hậu kỳ một dạng. Bị điểm danh ba cái thần vương cảnh cường giả nghe vậy, nhìn nhau một cái liền đạp không mà lên. Rầm rầm rầm, chỉ là, bọn họ vừa mới bước ra một bước, chân trời lôi vân bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ vang, trong lúc hô hấp liền lan tràn tới chu vi mấy chục dặm, uy thế càng là tăng cường gấp bội. Không có khả năng, một người độ thần vương kiếp không có khả năng mạnh như vậy. Có thần vương cảnh cường giả cả kinh kêu lên, cái kia đáng sợ uy thế, để bọn hắn thần vương cảnh trung kỳ đều sợ hãi không thôi. Phải biết, Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh A, coi như độ thần vương cảnh, cũng không có khả năng như thế đáng sợ mới đúng A. Không đúng, không phải Kiếm Hồng Trần một người độ kiếp, mà là bọn họ bốn người đồng thời độ kiếp. Có thần vương cảnh cường giả lấy lại tinh thần, kinh hãi vô cùng. Này uy thế, cũng đã có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ A. Phu Cửu cũng trợn tròn mắt. Một bên Hướng Vân Sinh mới vừa chuẩn bị động thủ, có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ lôi điện chi lực, đầu hắn ra đều có chút run lên. Bốn người đồng thời độ kiếp, đây quả thực liền là liều mạng A, bọn họ chẳng lẽ nghĩ mượn nhờ dạng này thủ đoạn tiến vào đế huyết nhai sao? Hướng Vân Sinh, Phu Cửu, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, lại là Tiêu Phàm mang theo Bạch Ma mấy người không kiêng nể gì cả hướng về Hắc Thạch Cầu đi tới. Nếu như không phải Hướng Vân Sinh đứng ở này, cái khác thần vương cảnh cường giả đoán chừng đã sớm chạy trối chết. Những người kia là người nào, làm sao dám gọi thẳng thần vương cảnh tên? Mà lại còn đang nơi đây độ kiếp, bọn họ chẳng lẽ không biết, thần vương cảnh là không thể nào tiến vào đế huyết nhai sao? Là Kiếm Hồng Trần, quân công bảng đệ nhất đại cái kia quái vật, ta nghe nói Kiếm Hồng Trần giết chết Thương Vân cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Vạn La đế vực bát đại thần vương cường giả, cho nên mười mấy đại thần vương cường giả ở trong này ngăn cản hắn tiến vào đế huyết nhai, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên còn dám xuất hiện. Đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia lôi điện hải trung ương Tiêu Phàm bốn người, một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ từ bỏ tiến vào đế huyết nhai, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ cũng dám nghênh ngang xuất hiện, còn tại gây hấn Hướng Vân Sinh bọn họ. Hướng Vân Sinh, Phu Cửu, Kiếm Mỗ nói qua, các ngươi lúc trước cho ta vũ nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Tiêu Phàm cười lạnh mở miệng, dưới chân không có bất luận cái gì dừng lại, hướng về Hướng Vân Sinh bọn họ đi tới. Các ngươi không phải muốn giết ta à, ta ngay ở chỗ này, các ngươi tới à. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Phu Cửu đám người sắc mặt băng lãnh, cái kia thần vương kiếp, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Bốn cái cổ thần cảnh độ thần vương cảnh giống như này đáng sợ, bọn họ nếu là tiến vào, sẽ chỉ làm thần vương kiếp càng thêm hung mãnh. Hừ, ngươi cho rằng này thần vương kiếp có thể bảo vệ ngươi sao? Hướng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm yêu nghiệt, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn tuyệt không cho phép dạng này yêu nghiệt, cùng hắn hướng ra là địch. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hướng Vân Sinh nhưng cố không dám xuất thủ. Bảo hộ không bảo vệ được,
người tiến đến thử xem chẳng phải biết sao. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, ta nếu đột phá thần vương cảnh, giết ngươi giống như giết heo giết chó. Hỗn trướng, tự tìm cái chết. Phu Cửu gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, hắn mới vừa bước ra một bước, chân trời liền truyền đến một tiếng nổ vang. Âm vang một tiếng, cái kia lôi điện chi lực dĩ nhiên lần nữa tăng cường, dọa đến Vu Cửu vội vàng lui trở về. Hướng lão, không cần giết bọn hắn, bọn họ cũng tất nhiên chết ở dưới thần vương kiếp, hơn nữa, coi như bọn họ có thể đột phá thần vương kiếp, cũng không có khả năng tiến vào đế huyết nhai, đến lúc đó chúng ta lại giết bọn họ là được rồi. Một cái hắc bào hung ác nham hiểm lão giả cười lạnh nói. Không sai, hướng lão, chúng ta chỉ cần nhìn xem bọn hắn chết là được rồi. Phu Cửu cũng nhếch miệng cười nói. Ầm ầm, lúc này, chân trời lôi kiếp lần nữa tăng cường, bao trùm lấy chu vi mấy trăm dặm, cấp độ kia uy thế, dọa đến bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui. Cái kia lôi vân, đã cùng thời không loạn địa đụng vào nhau, càng là hướng về hướng Vân Sinh bọn họ vọt tới. Hướng Vân Sinh bọn họ chỉ cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, chỗ nào còn dám đứng ở hắc thạch cầu chung quanh, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Ở bọn họ nhìn đến, không cần bọn họ tự mình động thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua này thần vương kiếp, liền hướng Vân Sinh đều cảm ứng được nguy hiểm, chưa hẳn có thể chịu được, huống chi Tiêu Phàm một cái vừa mới chuẩn bị đột phá thần vương cảnh người đâu. Lão Tam, làm sao bây giờ, này thần vương kiếp quá mạnh. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem không trung, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ha ha, kiếm hồng trần, các ngươi liền chờ chết a. Ngươi muốn là có thể vượt qua thần vương cảnh, tha cho ngươi khỏi chết lại như thế nào? Phu Cửu ngông cuồng cười lớn. Cuồng bạo lôi điện hải, quá đáng sợ, Tiêu Phàm bọn họ chỉ là cổ thần cảnh, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, Nam Cung Tiêu Tiêu chưa độ kiếp, lại trong lòng trước sinh ra khiếp ý, người như vậy, càng là không có khả năng vượt qua thần vương kiếp. Hừ, có cái gì đáng sợ, này thần vương kiếp, bọn họ cũng khẳng định tiếp nhận không được. Cùng lắm thì kéo mấy cái đệm lưng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra ngoan tuyệt. Công tử nói không sai, kéo mấy cái đệm lưng. Quân Nhược Hoan cũng nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ phẫn hận. Giết, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, sau đó cực tốc hướng về hướng Vân Sinh bọn họ vị trí đánh tới, đỉnh đầu lôi Vân Hải cũng đi theo nhanh chóng di động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.